Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái đầu chuyển cưa nhé. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc là hàng gửi đến các bác bom hàng nhé. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Đây thì nó sẽ là bao gồm là một cái đầu như này, một cái đầu như này và một tay công, và có cho các bác là ba cái lưỡi, các bác lắp cái đầu lưỡi vào đây xem. Đấy thì khi mà các bác dùng là nó sẽ xoay như này thì nó sẽ giúp cho các bác là đẩy cái lưỡi cưa lên xuống để mình giúp mình cưa sắt, cưa thép, cưa gỗ đều được hết. Lên mã giúp cho em đó là đầu chuyển cưa. Giá thì chỉ có 80.000 cho một cái đầu chuyển cưa như này thôi. Đấy. Các bác có thể lắp vào máy khoan pin, máy khoan tay nhá, để các bác cắt như này rất là tiện này. Đấy. Con này thì nó thiên về cắt gỗ nhiều hơn. Đấy, các bác có thể cắt gỗ này, hoặc là cắt sắt hoặc cắt ống nước đều được. Nhưng mà con này thì thiên về cắt gỗ nhiều hơn. Nhà các bác có máy khoan, máy cưa các bác đưa vào cho em. Đấy, sử dụng rất là đơn giản, gọn nhẹ và rất là tiện ích này. Lên mã giúp cho em đó là đầu chuyển cưa nhá. Giá thì chỉ có 80k thôi. Lên mã giúp cho em đó là đầu chuyển cưa này, giá sẽ là 80.000 này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng sản phẩm, đó là cái bóng đèn các bác lên cho em là đèn 4 cánh mini nhá, đèn 4 cánh mini. Con này thì nó sẽ là dòng mini thôi, và cái công suất của nó thì con này thì các bác lên cho em là đèn 4 cánh mini nhá. Con này thì nó rất là nhỏ thôi. Đấy, và nó sử dụng là mở ra như này, và nó bằng dạng là LED nhá, LED các bác. Đấy, nó là dạng LED. Thì đây em sẽ bật thử cho các bác xem. Con này thì giá cũng khá là hợp lý thôi, giá chỉ có vài chục nghìn thôi. Công suất của nó sẽ là 28W đấy nhá, 28W, khá là sáng luôn đấy các bạn. Đấy, các bạn thấy không? Đây, rất sáng luôn. 28W nhưng mà rất là nhỏ gọn. Rất là nhỏ gọn các bạn này, bật lên thì cũng là sáng chói chang luôn. Các bạn thấy không? Chưa. Đó, rất sáng nhá. Đây. Đấy, các bạn thấy không? Rất sáng này. Đấy, và nó sẽ có 4 cánh như này. Công suất của nó là 28W, rất là chắc chắn các bạn, rất chắc chắn luôn. Và con này thì nó là dòng siêu sáng đấy. Nhỏ nhưng mà lại có võ. 28W các bạn nhá. Đấy, 1 2 3 4 cánh và một cái bên trong như này. Sáng trắng luôn đấy các bạn. Đấy, các bác dùng thì nó rất là tiện. Mình dùng để sử dụng các cái công việc, ví dụ như là các bác có thể dùng để mình để bàn đọc sách này, hoặc là dùng để ăn cơm ăn nước, hoặc nói chung là các cái khu vực nào các bác cần cái độ sáng tương đối. Đấy, không sáng quá và cũng không quá yếu thì dùng con này cho em. Công suất của nó sẽ là đây. Đấy, em để lại tí nữa cho các bác xem nhá. Đó. Khá là sáng đấy các bạn. Đấy. Nó mini thôi. Cái đường cánh của nó khi mà mở ra thì nó vào khoảng là 20cm nhá. Đấy, khi mà mở ra thì nó vào 20cm như này. Đó, rất là sáng luôn. Hàng thì dày dẫn chắc chắn nhá. Công suất mặc định của nó là 28W. 28W các bác nhá. Đó, 28W, sử dụng điện 220V. Đây. Rất nhỏ gọn như này. Lên mã giúp cho em đó là đèn 4 cánh mini nhá. Đấy. Đèn 4 cánh mini. Đấy, lên cho em là bóng 4 cánh nhá. Bóng 4 cánh. Bóng 4 cánh mini này. 4 cánh mini nó rất là nhỏ nhá. Rất là nhỏ. Khi mở ra thì nó vào khoảng là 20cm thôi. Còn khi để nhỏ nó trong lòng bàn tay như này thôi. 4 cánh mini nhá. Giá sẽ là 40k nhá. 40k cho một cái con bóng 4 cánh mini như này. Đấy. Đèn 4 cánh mini như này các bác nhá. Rất là nhỏ này. Khi mở ra thì nó vào khoảng là 20cm nhá. Con này thì rất tiện ích luôn và khá là sáng nhá. Đấy. Lên cho em là bóng đèn 4 cánh mini. 4 cánh mini giá sẽ là 40.000. 40.000 một chiếc như này. Rất nhỏ gọn thôi. Các bác dùng nó rất là tiện, thay cho những cái quả bóng bình thường ở nhà mình thôi, chứ không có cái gì là cầu kỳ cả. Giá thì chỉ có cho các bác là 40k nhá. 40k một chiếc. Lên cho em là bóng đèn 4 cánh mini. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái vòi tưới cây tăng áp nhá. Vòi đồng tưới cây tăng áp. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một đầu vòi như này. Đấy, có điều chỉnh tăng giảm áp lực nước và có cho các bác là ba cái cút nối như này. Vòi tưới cây tăng áp, giá sẽ là, lên cho em là vòi đồng tăng áp nhá. Vòi đồng tăng áp giá sẽ là 50.000, 50k cho một con vòi đồng tăng áp như này. Một đầu vòi ba cút nối như này, rất tiện ích luôn. Để các bác có thể mình sử dụng nó rất là tiện ích. Đấy, các bác có thể điều chỉnh nhá, để mình rửa này, xịt rửa này, tưới cây này, rửa xe này, rất là tiện luôn nhá. Đó. Tưới cây rửa xe đều rất là tiện. Và có đầu vòi như này các bác có thể điều chỉnh này, đóng ngắt trực tiếp được luôn, chỉ cần lắp vào là xong. Đó, bình thường thì như cái này của họ bán là nó không có đầu cút nối nhá. Đấy, còn bên em bán là có cút nối cho các bác luôn. Có thể điều chỉnh giúp tăng giảm áp lực nước rất là tốt. Lên cho em là đầu vòi vòi đồng tăng áp. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 nhá, 50.000. Sản phẩm tiếp theo đó là cái bạt phủ xe nhá. Đây nó sẽ làm cái bạt như này. Đấy, chiều dài của nó là 1m và chiều dài là 2m, chiều rộng cũng là 2m, và các bác có thể chùm lên cho một cái xe máy rất là tiện luôn.
phủ xe máy xe đạp đều ok hết nhá. Lên cho em là bạt phủ xe này. Bạt phủ xe, giá của nó sẽ là 50k một chiếc nhá. 50.000, chất liệu của nó là vải bạt nhá. Vải bạt cho nên là dùng rất là bền. Các bác này, đấy, khi các bác dở ra chùm lên cho em. Đó, nó sẽ chùm kín được cho các bác luôn, nó rất là tiện ích nhá. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đây, khi nó chùm lên nó sẽ chùm hết lên như này các bác này. Rất tiện ích luôn đây. Đấy, đây nhá. Một con xe như này. Các bác dở ra cho em là mình chùm lên này. Rất đẹp, rất tiện ích luôn. Mưa gió rồi nói chung là nắng này, mưa nắng đều phủ được hết nhá. Rất tiện ích luôn. Xe tay ga, xe to, xe nhỏ đều vừa hết nhá. Đấy, trời mưa trời nắng các bác chỉ cần phủ lên cho em như này thôi. Khi mình ngồi thì nó sẽ không bị nóng này. Và khi mình sử dụng thì nó rất là tiện ích luôn. Đấy, che mưa che nắng cực tốt luôn. Lên cho em là bạt phủ xe, giá sẽ là 50.000. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác sản phẩm, đó là cái phao nước nhá. Đấy, khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một phao này, một phao như này. Đấy, một phao kèm cho các bác là một cái đầu vòi để điều chỉnh đầu nước ra này. Và có cho các bác là một cuộn băng keo luôn. Giá thì sẽ là 60.000 cho một cái bộ phao nước như này. Đấy, 60.000 cho bộ phao nước như này. Nó sẽ là dòng phao cơ. Đấy, ngắt tự động khi mà nước tràn lên ngập phao 1cm thì nó sẽ ngắt nhá. Lên cho em là phao nước nhá. Phao nước giá sẽ là 60k nhá. Đang bán 70.000, giá đợt này về cho bác 60.000 một cái phao nước như này. Rất tiện ích luôn. Đây các bác này, đó. Các bác chỉ cần là thả vào như này thôi, nước nó lên là nó sẽ tự ngập lên một phân là nó sẽ tự ngắt nhá. Đấy, coi theo, ngắt luôn, bỏ ra nó chảy này. Rất là tiện ích luôn, không phải dùng những cái phao truyền thống, nó rất là bất tiện. Giá thì chỉ có cho các bác là 60.000 những cái phao nước như này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái đệm ghế nhá. Đấy, nó sẽ là bằng dòng cao su như này. Đấy, dòng cao su dệt than tổ ong hai lớp như này. Khi các bác ngồi thì cực kỳ là êm và thoáng khí này. Đấy, êm thoáng khí. Bác nào mà hay ngồi văn phòng này, hay là bị bệnh trĩ này, hoặc là hay ngồi làm việc lâu đấy, gây nhức mỏi, thì các bác dùng cái này cho em. Rất là tiện ích luôn. Giá chỉ có 80.000 cho một con đệm ghế như này thôi. Dùng để mình ngồi thì nó rất là êm ái. Và bên ngoài của nó thì nó sẽ là một cái dạng vải dệt thoáng khí nhá. Vải dệt thoáng khí, và bên lớp một mặt là để lớp cao su non như này, các bác ngồi cho nó khỏi bị trơn trượt này. Mặt trên thì dệt thoáng khí rất là êm luôn. Đấy, các bác ngồi nó có cái độ đàn hồi, kể cả các bác để cả quả trứng lên đây ngồi nó cũng không bị vỡ đâu. Lên mã giúp cho em đó là đệm ghế, giá sẽ là 80.000. Đó. Lên mã giúp cho em đó là đệm ghế nhá. Đấy, đệm ghế, giá sẽ là 80k. Đó. Đệm ghế này, giá sẽ là 80k cho một cái đệm ghế như này nhá, 80.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là cái cân các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là cân sức khỏe nhá. Đấy, cân sức khỏe hoặc là cân người đều được. Đấy. Thì ở đây nó sẽ kèm cho các bác. Kèm cho các bác một viên pin luôn. Đấy, đây. Đấy, nó sẽ là hàng cân của Nhật như này, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Con này thì cân được tối đa lên tới 180 cân nhá, 180 cân. Đó. Và nó sẽ kèm cho các bác một đôi pin như này, về nhà các bác lắp pin vào cho em. Lắp pin vào là mình cân thôi, nó rất là tiện này. Các bác lắp pin vào cho em. Đây thì họ đã có sẵn pin cho anh em các bác rồi. Đấy, lắp pin vào cho em là mình sử dụng này. Đó, đây. Con này thì nó sẽ có cho các bác là cân nặng và cập nhật luôn cả nhiệt độ luôn nhá. Cập nhật nhiệt độ luôn. Để em thử cân xem tình hình sức khỏe và cân nặng của chủ shop tính như nào các bác nhá. Đó, đây. Cân nặng của em bây giờ đang là 65,9 kg nhá. Đấy, tức là vào 66 cân. 66 cân thì như vậy là cân của em đang có dấu hiệu giảm cân nhá. Đấy, đang có dấu hiệu giảm nhẹ. Đó, trước em đang là 67, 68, 68, 69. Đấy, và bây giờ còn là đi này. Đấy, để em cân lại cho bác xem. Đó. Đây, 65,9, tức là bây giờ em là còn có 66 cân thôi. Đấy, 66 cân. Bình thường là 68 cân, giảm được 2 kg thôi nhá. Đấy, thì các bác lên cho em là cân người nhá, cân người. Lên cho em là cân người hoặc là cân sức khỏe cũng được. Lên cho em là cân người đi. Con này chuyên để cân người mà. Cân người. Giá thì đợt này về cho bác giá tốt luôn. Các bác lên cho em là cân sức khỏe nhá. Đấy, cân sức khỏe. Giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho cái cân sức khỏe như này. Rồi, ok. Chào các bác nhá. Đó, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship. Và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Em sẽ đi vào chi tiết luôn.
Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái súng thư giãn nhá. Lên mã giúp cho em đó là súng thư giãn. Đây nó sẽ là một con súng cực kỳ chất lượng và xịn sò như này các bác. Đấy, ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một đầu súng này. Một đầu súng như này. Đó, nó sẽ là một đầu súng như này các bác này. Và kèm thêm cho các bác là có tới là 3-4 đầu massage luôn, 4 đầu massage. Các bác bật thì giữ lì này cho em này. Đấy giữ lì này. Và tăng giảm cấp độ ở đây nhá, nó sẽ có 6 cấp độ nhá. Bật tắt đều là giữ lì hết nhá. Đấy hàng rất là ngon. Thì các bác càng nhấp thì nó lại càng rung mạnh nhá, tức là nó sẽ là cảm biến lực. Nếu các bác ấn càng mạnh thì nó sẽ rung càng mạnh, còn các bác bỏ ra thì nó sẽ là rung từ từ này. Đấy. Các bác xem các bác thịt nó di chuyển các bác này. Đấy. Con này các bác dùng để massage cổ, vai, gáy, đốt sống cổ, dây thần kinh các thứ đều ok hết nhá. Đấy nó sẽ bao gồm cho các bác là 4 đầu massage. Đấy 4 đầu massage như này và một súng 4 đầu massage và kèm thêm cho các bác là một cáp sạc nhá, một cáp sạc như này. Giá thì chỉ có 170 cành thôi. Lên mã giúp cho em đó là súng thư giãn nhá. Nó sẽ là hình khẩu súng như này. Đấy. Cho nên bên em gọi nó là súng thư giãn nhá. Súng thư giãn. Giá sẽ là 170.000 nhá, 170k cho một em súng thư giãn như này. Giá hợp lý cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cam mô hình nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng cam như này. Đấy, sẽ là một cái dòng cam như này và nó sẽ là cảm biến ánh sáng nhá, cảm biến ánh sáng có người đi qua thì nó sẽ sáng và không có người thì nó sẽ tự tắt nhá. Đấy. Và cảm biến ánh sáng cho các bác luôn. Đó. Tức là nó sẽ có 3 chế độ này, sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu này, tùy theo các bác để nhá và nó có điều khiển từ xa luôn. Và nó là dòng cảm biến này. Đấy, em che đi nhá thì nó sẽ sáng này các bác nhá. Che cái tấm pin năng lượng mặt trời đi thì nó sẽ sáng, tức là ban đêm nhá. Đấy, ban đêm là nó sẽ sáng và có người đi qua thì nó sẽ sáng. Có người đi đến thì sẽ sáng và đi qua nó sẽ tắt. Và có 3 chế độ này, sáng mạnh này, sáng vừa và nhấp nháy này. À quên, sáng mạnh, sáng vừa và sáng yếu thôi nhá, chứ không có nhấp nháy nhá. Đó. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Có cả đai cho các bác nhá. Có cả đai để các bác bắt vào tường này. Đấy và có cả điều khiển cho các bác luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là cam mô hình nhá. Giá thì chỉ có 100 cành thôi. Lên cho em là cam mô hình này, cam mô hình. Giá sẽ là 100k một chiếc nhá, 100k trong cái cam mô hình như này. Đấy, rất tiện ích các bác dùng. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái khăn tắm Hàn Quốc nhá, khăn tắm Hàn Quốc. Kích thước của nó sẽ là 70 nhân với lại 1m4. Hàng to, dài, rộng, các bác có thể dùng để mình tắm gội thoải mái luôn nhá. Đấy, tắm giặt gội đầu rất là ok. Đấy, kích thước của nó là 70 nhân 1m4, chiều rộng là 70 và chiều dài là 1m4, một mặt bông mịn và một mặt bông thô như này. Các bác có thể dùng để mình tắm gội đầu đều ok hết nhá. Đấy, chất bông mềm mại, dùng cho trẻ em cũng rất là thích. Và giá thì siêu hạt rẻ cho các bác luôn. Một cái khăn tắm Hàn Quốc như này giá chỉ có cho các bác là 40k thôi. Đấy, các bác không đi đâu mà mua được một cái khăn tắm giá hợp lý như này đâu các bác nhá. Bình thường nếu các bác mua một cái khăn mặt không, giá cũng đã phải mất mấy chục nghìn rồi. Thế mà đây một cái khăn tắm kích thước to như này, đẹp như này, mà hàng chất liệu của Hàn Quốc nhá. Đấy, sợi bông tự nhiên nhá. Lên cho em là khăn tắm Hàn Quốc nhá. Con này thì giá của kích thước của nó sẽ là 70 nhân với lại 140 cm. Và giá sẽ là 40k nhá, 40k. Lên cho em là khăn tắm Hàn Quốc, giá sẽ là 40.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ ấm mặt trời nhá. Bộ ấm mặt trời đây thì đây nó sẽ là một cái bộ ấm bao gồm cho các bác là đựng trong một cái hộp mà rất là xịn sò như này, trong cái hộp vải như này. Các bác về thì có thể cho biếu tặng làm quà. Lên cho em là ấm mặt trời, giá sẽ là 140.000 nhá. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái chuyên này. Con chuyên này thì nó sẽ là vừa vặn trong lòng bàn tay như này nhá. Pha trà từ 3 đến 4 người uống là ok. Chè tam rượu tứ này. Đấy, một cái hũ để đựng chè này. Hũ này thì pha được khoảng 5 đến 7 chuyên chè này. Đấy. Tiếp theo là nó sẽ có cho các bác là 6 cái chén như này. Đấy, chất liệu của nó thì bằng đất nung của Nhật nhá, 6 chén như này. Và có cho các bác là một cái khay bằng nhựa và một cái giá đỡ này bằng tre này. Đấy, các bác đặt vào đây cho em, nó rất là tiện ích luôn. Thì các bác có thể dùng để pha trà tiếp khách rất là ok. Đó. Combo cho các bác là 6 chén, một chuyên, một kia khay để các bác gắp chén như này. Đấy, hàng đựng trong hộp cực kỳ xịn sò luôn, kèm thêm cho các bác là một cái khăn lau nữa. Giá thì chỉ có 140.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là ấm mặt trời nhá, ấm mặt trời này. Đó. Ấm mặt trời giá sẽ là 140k trong cái bộ ấm pha trà mặt trời như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái Eto của Nhật nhá. Đấy, hàng của thương hiệu Asahi. Hàng này thì nó sẽ là hàng mới thanh lý siêu thị chưa qua sử dụng nhá. Đấy.
Tem của nó là tem nhôm này, hàng thương hiệu Asaki của Nhật này. Đấy, độ mở của nó sẽ là 6 phân nhá. Đấy, con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn, chất liệu của nó là bằng thép nhá. Đấy, chất liệu của nó bằng thép này, con này dùng cực kỳ là phê luôn các bác này. Đấy. Độ mở của nó là 6 sen nhá, có cả cái phần này để các bác kê kích để đóng này. Đấy, và có phần kẹp bàn như này nhá, để các bác kẹp vào bàn này. Đấy, chất liệu của nó là bằng thép, rất là dày dẫn và chắc chắn. Giá thì chỉ có cho các bác là 100 bao nhiêu nhỉ? 180.000 nhá. Đấy. Giá chỉ có cho các bác là 180k trong con Eto này thôi. 180.000. Các bác lên mã giúp em đó là Eto nhá. Eto kẹp, giá sẽ là 180k. Đó. Eto kẹp này, đấy, Eto kẹp. Giá sẽ là 180k một chiếc nhá. 180.000 cho con Eto kẹp như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chổi cọ bàn ghế nhá. Các bác lên cho em là chổi cọ bàn ghế này. 35.000 một chiếc nhá. Cái này các bác có thể dùng để kỳ cọ bàn ghế rồi phẩy bụi phẩy biếc đều ok hết nhá. Bàn ghế, bàn thờ nói chung là để quét kỳ cọ bàn ghế rất là ok, hoặc là các bác vệ sinh bàn thờ cũng được. Đó, rất là đẹp. Đấy, chiều dài của nó có cái phần lông này là khoảng 20 cm và chiều ngang thì khoảng 5-7 cm, nó rất là nhiều lông nhá. Nên các bác dùng để quét kỳ cọ bàn ghế hoặc là vệ sinh bàn thờ rất là tiện ích luôn. Lên cho em là chổi cọ bàn ghế nhá. Giá sẽ là 35k một chiếc nhá. 35.000 cho một cái chổi cọ bàn ghế như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mẫu chổi, đó là chổi lông phớt trần nhá. Đấy, chất liệu của nó thì bằng sợi lông lông tĩnh điện nhá, sợi lông tĩnh điện. Cái sợi lông tĩnh điện này thì nó sẽ là cái chức năng của nó là nó hút hút các cái loại bụi vào nhá. Đấy. Nó sẽ hút các cái loại bụi vào, nó rất là tiện ích này. Đấy. Nó sẽ hút bụi vào, nó rất là tiện nhá, hút bụi vào nó rất là tiện. Và ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái đầu gen xoáy này, các bác xoáy vào cho em này. Cái này có thể ngoắt nghéo này, ngoắt nghéo như này. Đấy, các bác có thể cụp lên cụp xuống được nhá. Và con này thì các bác có thể kéo giãn ra cho em này. Đấy, rất là dày dẫn chắc chắn luôn. Các bác có thể kéo giãn ra khoảng từ 1m8 đến khoảng từ 2m đến 2m8 nhá. 2m4 đến 2m8, rất là dài luôn. Đó, 2m4 đến 2m8. Có thể kéo dài ra này. Đấy, hoặc thu ngắn vào này mình dùng để mình phớt trần, lau trần rồi nói chung là vệ sinh này. Giá thì cực kỳ hạt rẻ cho bác luôn. Cuối năm Tết nhất là các bác mua về để mình vệ sinh nhà cửa này. Giá chỉ có cho các bác là 55.000 thôi. Lên mã giúp em đó là chổi lông phớt trần nhé. Chổi lông phớt trần, hàng cực kỳ đẹp, dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đó. Và tháo lắp rất là tiện dụng luôn. Lên cho em là chổi lông phớt trần nhé. Giá sẽ là 55k. Đấy, lên cho em là chổi lông phớt trần này. Chổi lông phớt trần nhé. Giá sẽ là 55.000 cho cái chổi lông phớt trần như này. Giá khá là hợp lý cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái đèn phễu nhá. Đó, đèn phễu. Con này thì sẽ là 95.000 cho một con đèn phễu như này. Đó, có dây để các bác đeo đầu này và có cáp sạc này. Và đây nó sẽ là một con đèn như này các bác này. Đấy. Đây, đấy, rất là sáng luôn. Có chế độ sáng mạnh, sáng vừa này, sáng yếu này. Đấy. Có 3 chế độ sáng như này, có báo pin nhá, có báo pin cho các bác luôn. Và rất là tiện ích các bác này. Đấy, rất tiện ích luôn. Đó, rất hợp lý cho các bác luôn nhá. Đó. Giá rất hợp lý các bác nhá. Đó, đây. Đấy, sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu này. Đấy. Đấy, và có chế độ tia siêu sáng luôn nhá. Đó, rất là sáng nhá. Đấy, có pha rộng, pha hẹp này. Và con này cũng có chế độ cảm biến luôn các bác nhá. Đấy, cảm biến đây các bác này. Đấy. Con này cũng có chế độ cảm biến luôn. Đấy, khi các bác muốn dùng chế độ cảm biến thì các bác nhấn cái nút bên này cho em này. Đó, gạt qua gạt lại này. Đấy, gạt qua gạt lại là nó sẽ sáng và tắt này. Cái mắt cảm biến của nó thì ở bên hông như này nhá. Các bác chỉ cần là đây các bác này. Đấy, mình chỉ gạt cái tay này nó tắt này, bật này. Đấy, tắt này, bật này. Tắt này, bật này, coi nhá, tắt, bật này. Đấy, tắt, bật này, rất là tiện ích luôn nhá. Thì lên mã giúp em đó là đèn phễu nhá, đèn phễu. Con này thì giá chỉ có 95.000 thôi. Cũng có chế độ cảm biến luôn để các bác sử dụng nó rất là tiện ích, mình không cần phải dùng tay để mình tắt bật nó mất công. Đấy, các bác có thể cần chỉ cần gạt tay qua là xong. Lên cho em là đèn phễu nhá, đèn phễu. Giá sẽ là 95.000, đèn phễu này. Đấy, nó to như một cái phễu ấy, giá sẽ là 95k nhá, 95.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái con dao lọc các bác nhá. Các bác lên cho em là dao lọc bao da này. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Con này các bác dùng để thái lọc phi lê rất là ok. Đó, hàng thép liền thân như này, cán ốp gỗ ba đinh nhá, ba đinh thép này. Rất đẹp, rất dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Thái lọc phi lê thì thôi rồi luôn các bác nhá. Dao rất là bén và đựng trong một cái bao da cực kỳ chất lượng xịn sò như này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000. Đấy, lên cho em là dao lọc nhá. Dao lọc giá sẽ là 130k. Đó. Dao lọc này, 130k cho một con dao lọc như này. 130.000 cho một con dao lọc như này các bác nhá. Con này thì rất tiện ích để cho các bác sử dụng luôn. Giá thì cực kỳ hợp lý rồi, ok. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái kìm đa năng các bác nhá. Đấy.
các bác lên cho em là kìm đỏ đa năng này. Đấy, nó sẽ là màu xanh đỏ như này thì em gọi là kìm đỏ đa năng. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng các số hotline của bên em. Các bác lên mã giúp cho em đó là kìm đỏ đa năng nhá. Đây nó sẽ làm con kìm hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đây, Japan các bác này. Đó, hàng của Nhật thép CRV không gỉ này. Ở đây thì nó sẽ có kèm cho các bác là bấm cốt này, tuốt dây này, cắt này, vặn ốc này, rồi xoắn dây này, rồi nói chung là đa di năng luôn. Đấy, và con này ưu điểm của nó là nó có cái lò xo đẩy như này thì khi các bác dùng nó rất là tiện nhá. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là kìm đỏ nhá. Giá sẽ là 100.000 cho một con kìm đỏ như này thôi, 100k cho một con kìm đỏ như này. Con này thì rất là tiện ích luôn nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là kìm đỏ, giá sẽ là 100k nhá. Đấy, kìm đỏ này. Kìm đỏ, giá sẽ là 100k. 100k cho một chiếc kìm đỏ như này các bác nhá, 100.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái kéo cắt cành trên cao nhá. Hàng nội địa của Nhật các bác này. Đấy, made in Japan nhá. Đây, hàng nội địa của Nhật made in Japan luôn. Đây các bác quan sát này. Đó, made in Japan. Hàng nội địa của Nhật thì con này sẽ bao gồm cho các bác là một đầu kéo và một đầu cưa. Về nhà thì các bác lắp cả kéo cả cưa vào cho em là mình sử dụng thôi. Đây, lắp ráp thì như trên hình như này các bác này. Lắp ráp như trên hình như này cho em, rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Lên cho em là kéo cành trên cao nhá. Kéo cành trên cao này. Kéo cành trên cao. Kéo cành trên cao này. Kéo cành trên cao. Giá sẽ là 130k. Đây em sẽ có cái video hướng dẫn cho các bác xem luôn cách lắp đặt và sử dụng luôn nhá. Giá chỉ có 130.000 thôi, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng luôn. Đây các bác này. Đấy, các bác chỉ cần là lắp cho em cái cán vào thôi. Sau đó thì mình cắt này. Nó rất là tiện luôn nhá. Đó. Lắp cán, lắp cưa vào là mình cắt thôi, rất là tiện luôn. Đấy, về nhà thì các bác tự lắp cán, lắp cưa vào. Cán thì mình có thể dùng bằng gỗ, bằng sắt, bằng thép tùy theo. Đấy, mình có cán nào mình dùng cán đấy, lắp vào cho em sau đó thì mình đưa vào là mình cắt thôi. Cành nào vừa phần cắt thì phần cắt, mà cành nào không cắt được thì các bác chuyển sang cưa nhá. Nó rất là tiện ích luôn. Đó. Rất tiện ích luôn. Đó. Lắp đặt cũng rất là đơn giản thôi, giá chỉ có 130.000 thôi nhá. Rồi sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái keo các bác nhá. Các bác lên cho em là băng dính hai mặt nhá. Đấy, nó sẽ là cái băng dính hai mặt như này. Đấy, băng dính trong hai mặt như này rất là tiện ích luôn. Các bác có thể dùng để mình dính ổ điện này, hoặc là dính các cái phần nào mà mình cần phải dính lên tường này, hoặc lên tủ, lên bàn, lên ghế đều được hết. Đấy, thì các bác lên cho em là cái gì, cái này là cái gì nhỉ? Băng keo trong à? Lên cho em là keo trong hai mặt nhá. Đấy, băng keo trong hai mặt. Băng keo trong hai mặt nhá. Băng keo trong hai mặt, giá sẽ là 25k cho một cái cuộn băng keo trong hai mặt thế này. Về nhà thì các bác chỉ cần bóc ra, bản của nó thì vào khoảng là 2,5 và chiều dài thì vào khoảng là 5m, các bác dùng thoải mái luôn. Một cuộn này các bác dùng còn lâu mới hết các bác nhá, và rất là tiện ích luôn. Thì các bác có thể dùng để dán ổ điện này và dán rất là nhiều chi tiết được. Băng keo trong hai mặt. Đây các bác nhá, mình có thể là dán ổ điện này, rồi dán mọi thứ đều được. Đây các bác này. Đấy các bác theo, đây. Dán ổ điện, dán thảm này, rồi dán khung tranh này. Đấy, dùng các bác cho vào đâu cũng được, nó rất là tiện ích. Đấy, rất chắc chắn luôn. Thấy chưa? Nó rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 25.000 cho một cuộn băng keo trong này thôi. Bóc ra thì nó không có vết nhá. Đấy, rất là tiện ích luôn. Lên cho em là băng keo trong hai mặt, giá sẽ là 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái dao Nhật này. Thì nó sẽ có cho các bác là các cái mẫu như sau. Đầu tiên là nó sẽ là bộ ba dao cán gỗ nhá. Thì bên shop bán nó sẽ như sau. Đấy. Đầu tiên là một con dao chặt này, hàng của thương hiệu Seki Japan này. Đó, Seki Japan này. Đấy. Giá thì con dao chặt này sẽ là 180.000. 180.000 cho một con dao chặt thế này. Đấy, các bác lên cho em là dao chặt gỗ, giá sẽ là 180.000 nhá. Hàng cực kỳ sắc bén này, chặt khá là dày luôn, dày khoảng là 2 ly nhá. 2 ly. Các bác có thể dùng để chặt xương trâu, xương bò này. Đấy, xương trâu, xương bò, rồi chặt gà, chặt cá này. À, con này vào khoảng là 5 ly các bác nhá. 5 ly rất là dày luôn. Đó, rất là dày các bác này. Đấy, rất là dày luôn. Cực kỳ là dày, chặt thì cực kỳ làm tay luôn. Con này thì giá sẽ là 180.000. Các bác lên cho em là dao chặt gỗ nhá. Dao chặt gỗ 180.000 này. Tiếp theo thì sẽ là một con dao gọt gỗ này. Con dao gọt này thì sẽ là 40k nhá. 40k cho một con dao gọt như này nhá. 40.000 một con dao gọt như này. Tiếp theo là đến một con dao thái này.
hái của thương hiệu Asaka này. Đấy, con này thì giá của nó sẽ là 80k nhá, 80k. Con này thì lên cho em là thái gỗ nhá, thái gỗ giá sẽ là 80.000, còn con này là gọt gỗ 40.000. Đấy, nếu các bác mua combo thì bên em bán là 3 con như này thì lên cho em là bộ 3 dao cán gỗ giá chỉ có 260.000 thôi, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. 260.000 cho một cái bộ 3 con dao cán gỗ như này, giá rất hợp lý cho bác luôn, chỉ có 260.000 thôi. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái con dao của thương hiệu Wattable nhá. Dòng này thì nó sẽ là dòng cao cấp hơn một chút. Cầm cho anh cái con G2 này. Đấy. Con này thì nó sẽ là dòng siêu bén rồi, của thương hiệu Wattable, hàng mới tinh, nguyên đai nguyên kiện như này. Đó, và nó sẽ có cho các bác là một con dao, nó có một con mũi nhọn và một con mũi vuông nhá. Đấy, thì bên em gọi nó sẽ là dao mũi nhọn và dao mũi vuông. Con này thì nó sẽ là dòng mũi vuông này. Đấy, cái mũi nó vuông như này thì em gọi nó là mũi vuông. Hàng này thì khỏi phải bàn về độ bén rồi. 180.000 cho một con như này. Khỏi test giấy luôn. Cắt giấy bóng như này là các bác biết rồi nhá. Đấy, dao mà dọc được giấy bóng như này là không phải dao nào cũng dọc được đâu các bác nhá. Đấy, rất là bén luôn. Còn dọc giấy thì quá là bình thường rồi. Con này thì các bác lên cho em là dao vuông nhá. Con này là dao vuông. Giá sẽ là 180.000. Còn đây em sẽ có thêm một con này nhọn nữa này, con nhọn nữa. Chiều dài của dao thì nó đều là vào khoảng là 30cm nhá. Nó đều là vào khoảng 30cm. Thì rất là tiện cho các bác dùng để thái. Rất là thái thì rất là vừa tay luôn. Và thép của nó là thép không gỉ nhá, thép không gỉ. Đây, con này thì mũi nó nhọn như này. Cho nên là bên em sẽ lên là dao mũi nhọn này, 175.000. 175.000 con này các bác nhá. Đấy. Hàng này thì về độ bén thì khỏi phải bàn rồi các bác này. Đó. Rất là bén luôn các bác này. Đấy, rất bén luôn. Dọc giấy các bác này. Đó. Dùng cẩn thận đứt tay cho em nhá. Đó. Thương hiệu Wattable này, Japan này, thép không gỉ này. Đấy, Chromava này 18 này. Thép này là thép Arcon luôn. Thì con này nó sẽ là dao mũi nhọn nhá. Con dao mũi nhọn này sẽ là 175.000. Đấy, con này thì các bác lên cho em là dao mũi nhọn này. Đấy. Dao mũi nhọn sẽ là 175.000. Dao mũi nhọn này. Dao mũi nhọn 175k nhá. Đó. Còn con này thì các bác lên cho em là dao vuông nhá. Dao vuông giá sẽ là 180.000. Dao vuông 180.000 nhá. Dao vuông nhá. Đấy. Dao vuông này. Đấy, 180k. Mua hai con này thì bên shop sẽ thanh lý cho các bác giá là 350.000 và bao ship nhá. 350.000 và bao ship cho hai con như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ V46 nhá. Bộ này bao gồm cho các bác là khoảng là 46 chi tiết. Đấy, V46 như này. Bao gồm cho các bác khoảng 46 chi tiết tất cả này. Đấy. To nhỏ lớn bé, lục giác ba khe, tròn mũi khế đầy đủ cho các bác luôn. Đó, bao gồm cho các bác là 46 chi tiết thì sẽ có cho các bác là vào khoảng là 20 đầu khẩu này. 20 đầu vít này. Đấy, nó sẽ khoảng 20 đầu vít như này. Rồi khẩu từ 4 đến 14 này. Đấy, các đầu khẩu từ 4 đến 14 cho em. Đầy đủ cho các bác luôn. Đó. Và một tay công, một tay nối dài và các cái đầu vít chi tiết như này. Đấy. Đây nó sẽ là một tay công như này nhá, một tay công nha. Thì các bác có thể lắp trực tiếp vào trong cái khẩu này các bác sử dụng này. Con này có xoáy nhanh, có đảo chiều luôn. Hoặc các bác có thể lắp cái những cái đầu vít này vào này. Đấy. Lắp những cái đầu vít này vào chưa? Đấy, lắp những cái đầu vít này vào mình sử dụng này. Đấy, sử dụng để bắt vít này, rất là tiện luôn nhá. Hàng có xoáy nhanh, có đảo chiều nhá. Ngoài ra thì các bác không dùng cái con tay công này thì các bác có thể dùng trực tiếp cái con này cho em này. Đấy, lắp con này vào cho em. Đó, để mình sử dụng mình xoáy vít này. Xoáy vít hoặc xoáy công cũng đều rất là được luôn. Đó. Giá thì một cái bộ V46 chi tiết như này giá chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. 160.000 cho một cái bộ như này nhá. Giá quá hợp lý cho các bác luôn. Lên cho em là V46 nhá. Có cả cái tay lắt léo như này này, tay lắt léo này. Rồi có các cái tay công như này luôn. Nói chung là con này thì giá rất hợp lý cho bác rồi. Chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là V46 nhá. Đầy đủ đựng trong cái hộp mà nhựa như này. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Giá quá hạt rẻ luôn. V46 giá sẽ là 160k nhá. 160.000 cho bộ V46 như này. Giá siêu hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái túi đựng giáp nhá. Đấy, các bác lên cho em là túi đựng giáp này. Đấy, một bịch này của nó thì sẽ là 100 chiếc nhá. Bịch này của nó là 100 chiếc và kích thước của nó thì sẽ là 45. Đấy, 45 nhân với lại 45 nhân 50. Đấy. 45 x 50 và một bịch là 100 chiếc. Đấy, về nhà thì các bác nó có dập sẵn cái đường như này rồi. Dập sẵn cái đường này này. Đấy, nó sẽ dập sẵn như này cho các bác này. Các bác chỉ cần là xé cho em theo cái đường dập như này. Đó, sau đó thì mình về mình mở ra là mình bỏ rác vào đây cho em này. Đấy, mở ra mình bỏ rác vào đây cho em thôi. Bỏ rác vào đây. Sau đó khi mình đi đổ thì mình chỉ cần là cầm tay rút cái quai này cho em này. Đấy.
rút hai cái quay này là nó sẽ đổ được các bạn này. Đấy, ở đây nó sẽ có quay rút như này, rất tiện ích luôn nhá. Đấy, con này thì chịu nhiệt rất là tốt luôn, giấy thì siêu mỏng nhưng lại rất là dai, mỏng dai, chịu nhiệt tốt. Giá thì chỉ có cho các bác là 50k cho một quận như này thôi, 50k cho một cái quận túi rác như này. Đấy, lên cho em là túi rác giá sẽ là 50.000 nhá. Đấy, lên cho em là túi rác này, túi rác giá sẽ là 50k nhá. Và một bịch này của nó là 100 chiếc luôn, thoải mái cho các bác sử dụng đây. Một bịch của nó hẳn 100 cái như này, tha hồ thoải mái sử dụng luôn. Đấy, con này các bác đổ cả nước nóng và cũng rất là ok, giá rất hợp lý cho các bác. Chỉ có cho các bác là đi 50.000 cho một bịch 100 cái, tính ra vào chỉ có 500 con một chiếc này thôi. Đấy, 100 cái này rằng ngày dùng một cái là 3 tháng mới hết một bịch nhá. Thì tính ra là 50.000 mà trong vòng 3 tháng quá rẻ luôn các bác nhá. Hello chào các bác nhá. Nay thì Phạm Huấn lại tiếp tục về các mã hàng, thì em lại lên video để gửi tới các bác trân trọng. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đó. Các cái mã sản phẩm em lên cho bác trong ngày hôm nay. Đầu tiên thì em sẽ lên cho bác một số các cái mã, đó là cái vòi nước nhá. Vòi nước thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu. Đó là mẫu đầu tiên nó sẽ là mẫu van hai đầu nhá. Đấy. Các bác lên cho em là van hai đầu. Đó, van hai đầu như này. Đấy, đây nó sẽ là một con van nước hai đầu như này nhá. Bằng inox 304 không bắt 500. Inox 304. Inox 304 không bắt 500 các bác nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là van hai đầu. Van hai đầu, con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 75.000 nhá, 75.000. Lên cho em là van hai đầu nhá. Van hai đầu này 75k đợt này về cho bác, giá chỉ còn là 70k cho một con van hai đầu như này nhá. 70.000 cho một con van xả hai đầu như này. Đấy, lên cho em là van xả hai đầu nhá, van xả hai đầu này. Tiếp theo thì nay bên shop có về cho bác một cái mẫu van xả một đầu này, thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Đó. Con này nó cũng là hàng inox 304. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái van một đầu nhá. Đấy. Van một đầu đây, cũng hàng bằng inox 304 này, su 304 nhá, su 304. Cực kỳ dày dẫn chất lượng cho bác luôn. Tất cả đều có đầu gen xoáy như này nhá, đều có đầu gen xoáy này các bác này. Đấy. Đầu gen xoáy này các bác có thể xoáy ra để kết nối các cái vòi nước khác cũng rất là ok. Đó, inox 304 dày dẫn chắc chắn. Lên mã giúp cho em đó là van xả một đầu nhá. Đấy. Van một đầu. Con này thì các bác lên cho em là van một đầu. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là con van một đầu này, giá của nó sẽ là 50k nhá. Đấy, đang bán là 55.000. Về cho bác giá là 50k. Lên cho em là van một đầu nhá. Van một đầu này, đó. Đấy, van một đầu. Đấy, giá của nó sẽ là 50.000. Đó, van xả, vòi xả một đầu, giá sẽ là 50.000 nhá, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái chai xịt RP7 này. Đây là một cái dòng xịt chuyên để xịt các bác xịt vào các cái vị trí ví dụ như là bị thấm gọi là bị ngấm nước này, hoặc là nói chung là bị gọi là đây. Đấy. Hàng thì nó sẽ là hàng của Australia này các bác này. Đấy, Australia các bác nhá, Australia. Đấy, và ở đây thì nó sẽ là khởi động lại động cơ bị thấm ướt này, đó, làm nới lỏng các bộ phận bị rỉ sét này, tiếng kêu phát ra từ động vật cọ sát này, đấy, từ các cái vật cọ sát này, và chống rỉ sét và ăn mòn. Đấy thì các bác lên cho em là xịt RP7, giá của nó sẽ là các bạn 16 bạn nam 12 bạn nữ. Ok. Lên cho em là xịt RP7 nhá, xịt RP7. Xịt RP7 giá sẽ là 50k. Đấy, trước em bên em có cái mẫu 35.000 nhưng 35.000 thì hết rồi. Tại vì mẫu 35.000 là mẫu rất là nhỏ, còn mẫu này thì 50.000 và nó to gấp đôi luôn. Xịt RP7 nhá. RP7 giá sẽ là 50k cho một bình xịt như này. 50.000 nhá. Đấy, 50.000 cho một bình xịt RP7 này rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái dòng đồ thực phẩm nhá, đồ thực phẩm. Con này thì nó sẽ là hàng táo khô. Đấy, táo khô của Nhật này. Đấy, hàng rất đẹp cho bác luôn, hạt to, đều đẹp, chất lượng. Các bác lên cho em là táo khô của Nhật nhá. Cái này thì giá của nó sẽ là 100.000 cho một bịch như này, 100.000 cho một bịch táo khô như này. Đấy, cân nặng của nó thì vào khoảng từ 800g đến 1 cân nhá, 800g đến 1 cân. Thì các bác lên cho em là táo khô nhá, táo khô. Giá của nó sẽ là 100k cho một túi như này nhá, 100k cho một túi táo khô như này. Rất tiện ích luôn các bác này. Đấy, đây. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đó, táo của Nhật này. Cái này thì các bác có thể dùng để mình hãm nước uống trực tiếp này, hoặc là ngâm rượu này, hoặc là nói chung là dùng đa di năng được luôn. Đó, hầm xương rồi nói chung là làm các công việc đều được. Đấy, các bác chế biến thực phẩm thức ăn rất là ok. Hàng to đều đẹp, an toàn vệ sinh thực phẩm nhá. Giá thì chỉ có 100.000 cho một bịch táo khô như này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bịch nho khô nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là đựng hộp như này. Đựng hộp như này các bác có thể mua cho biếu tặng làm quà, hoặc là mua về để đi Tết cũng rất là đẹp và lịch sự.
Đấy, đây nó sẽ là một bịch như này các bạn này. Đấy, một bịch như này, hạt to đều đẹp. Đấy, to đều đẹp như này, rất là ngon lành cành đào cho các bác luôn. Đấy, các bác thấy không? Đó, to đều đẹp, rất là tuyệt vời. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác một cái bịch táo khô như này. Giá của nó sẽ nho khô như này thì giá của nó sẽ là 90.000 nhá, 90k. Đấy, lên cho em là nho khô này, nho khô. Giá của nó sẽ là 90k nhá. Con này thì cân nặng của nó thì nó cũng vào khoảng là từ 6 đến 8 lạng nhá. Đấy, 6 đến 8 lạng. Đây, hàng thì của tập đoàn Samsung này. Đấy, của tập đoàn Samsung. Đó, giá thì rất hợp lý, chỉ có 90.000 cho một bịch nho khô như này thôi. Thì bên shop có nho khô, nho khô, táo khô, thì tùy theo các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy nhá. Tiếp theo thì em về cho các bác cái con máy mài dao nhá, máy mài dao. Con này thì bên shop cũng bán rất là nhiều rồi. Đấy, và con này thì nó hàng này nó sẽ có sẵn cho các bác cái đầu cắm như này luôn. Các bác chỉ cần cắm vào bật công tắc lên là xong nhá. Cắm vào bật công tắc lên cho em là xong. Đó. Và có cả viên đá mài ở đây nữa. Giá thì sẽ là 90.000 cho một con máy mài dao như này. Chuyên dùng để mài dao, mài dao, mài kéo rất là ok nhá. Đấy. Có cả phần mài dao, có phần mài kéo, và các bác lắp vào là cái viên đá mài nó sẽ chạy nhá. Rất là tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là máy mài dao nhá, máy mài dao. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là ưu đãi luôn, chỉ có cho các bác là 90.000 cho một con máy mài dao này thôi, 90k nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là máy mài dao này, giá sẽ là 90k. Đó, máy mài dao. Máy mài dao giá sẽ là 90k nhá, 90k cho con máy mài dao như này. Đây các bác này, đây nó sẽ là một con máy rất là xịn sò như này các bác này. Đấy. Đưa tránh cái lọc rác đi. Đấy, rất là tiện luôn nhá. Đó. Một cái thôi. Đấy, rất là tiện luôn. Con này thì rất là thông minh, các bác có thể dùng để mình mài dao mài kéo rất là tiện nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Một con máy mài dao như này các bác này. Đấy. Các bác đưa vào mình liếc đi như này cho em là xong này. Đó, các bác thấy không? Đây. Rất tiện ích luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 cho một con máy mài dao như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn học chống cận nhá. Giá sẽ là 100k cho một con đèn học chống cận như này. Con này thì các bác có thể dùng để cho các em học bài này. Đấy, rồi nói chung là đa di năng luôn. Và dòng này của nó, nó sẽ là cái dòng bằng pin nhá, chạy bằng pin. Đấy, tương đối là tiện ích luôn. Và có cáp sạc nhá, chạy pin có cáp sạc này. Đấy, các bác bật này cho em này. Học bài, đọc sách này, hoặc là khi mà mất điện thì các bác có thể dùng để mình ăn cơm ăn nước, nó rất là tiện luôn. Đó, đây, bác lắp cái này vào cho em này. Đó, rất là chắc chắn luôn. Đây, thì đây là công suất của nó là 10W này. Đấy, nó sẽ có chế độ sáng mạnh, sáng vừa và sáng trung tính nhá. Đấy, rất sáng luôn. Các bác có thể dùng để đọc sách này. Đấy, rồi học bài này, có thể gập lên gập xuống được rất là tiện này. Các bác theo. Đó. Lên cho em là đèn học chống cận nhá. Giá sẽ là 100.000 cho một con đèn học chống cận như này thôi. Và chạy bằng pin, cảm biến này. Bật này. Đấy, sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu này. Đó, rất là sáng luôn các bác nhá. Đấy, rất sáng luôn. Thì công suất của nó là 10W. Các bác có thể dùng để ăn cơm ăn nước này, học bài, đọc sách, nói chung là đa di năng luôn, cũng rất là tiện ích. Có kèm cho các bác một cái cáp sạc như này nhá, kèm một cái cáp sạc như này. Lên cho em là đèn học chống cận. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 100.000 thôi. 100k cho con đèn học như này thôi. Thì con này các bác dùng rất là tiện ích luôn, mua cho các em nó học bài viết rất là tiện. Đèn học chống cận này. Đèn học chống cận giá sẽ là 100k nhá, 100k cho con đèn học chống cận như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bộ rổ này. Các bác lên cho em là bộ rổ vuông nhá. Thì đây nó sẽ là một cái rổ như này, một cái rổ như này. Và nó sẽ có cho các bác là 3 chậu và 3 rổ nhá. Đấy, combo sẽ là 3 chậu 3 rổ. Hàng thì nó sẽ là cái hàng nhựa của Song Long nhá. À, nhựa của Việt Nhật nhá. Đấy, nhựa của Việt Nhật, siêu mềm và rất là dẻo dai với nhá. Siêu mềm rất dẻo dai như này. Giá thì chỉ có 90.000 thôi, 90.000 cho một bộ rổ vuông như này. Các bác lên cho em là rổ vuông nhá. Rổ vuông, giá của nó sẽ là 90k cho một bộ rổ vuông như này. Nhựa này của nó rất là dẻo dai luôn các bác này. Đây, rất dẻo dai luôn các bác theo. Đây. Đấy, dùng nó rất là đã này các bác này. Đấy, quấn vào cũng không việc gì luôn các bác theo. Rất dẻo dai nhá. Thì nó sẽ có cho các bác là ba đôi như này, ba đôi như này, rổ kèm chậu như này, cứ ba đôi như này, 90.000 cho ba đôi. Đấy, 90.000 cho ba đôi như này thì nói chung nó cũng rất là tiện ích và giá hợp lý rồi. Đấy. Chất nhựa của nó khỏi bàn luôn. Đấy, nhựa nguyên sinh, an toàn thực phẩm và sử dụng thì cực kỳ là tiện ích cho các bác luôn. Và cái giá thì rất là hợp lý nhá, chỉ có cho các bác là 90k trong cái bộ rổ vuông như này thôi. Hàng nhựa của Việt Nhật nhá. Đấy, hàng liên doanh Việt Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn và giá sẽ là 90k. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái lọc rác inox nhá, giá sẽ là 15.000. Các bác đặt vào cái chậu rửa bát đấy, nhà mình đấy, chậu rửa bát hoặc là
các cái phần nào vừa cái này thì các bác đặt vào cho em. Giá sẽ là 15k nhá. Lên cho em là lọc giác inox này, lọc giác inox nhá. Lọc giác inox giá sẽ là 15k một chiếc như này nhá. 15k một chiếc lọc giác inox như này. Đây em sẽ có một video thực tế cho các bác xem luôn, nó rất là tiện ích. Đây các bác này, đấy, ví dụ như các bác dùng một cái lọc thường như này thì nó rất là bẩn nhá. Giống như cần gạo còn sót lại có thể dễ dàng dính vào đó. Tôi ném thẳng vào thùng rác, dùng cái này tiện lợi hơn, nhiều lỗ nhỏ hơn và thoát nước nhanh hơn. Điều quan trọng nhất của việc không tích nước là nó không dính vào đồ vật, chỉ cần đổ nhẹ nhàng là sẽ sạch, thật tiện dụng phải không ạ? Một món đồ không thể thiếu trong căn bếp của bạn, nó thực sự dễ sử dụng hơn nhiều so với bàn gốc. Lỗ bàn đầu nhỏ hơn, thoát nước rất chậm, dễ dàng tích tụ nước và lỗ của nó cũng tương đối lớn. Giống như cặn gạo còn sót lại có thể dễ dàng dính vào đó. Tôi ném thẳng vào thùng rác, dùng cái này tiện lợi hơn, nhiều lỗ nhỏ hơn và thoát nước nhanh hơn. Điều quan trọng nhất của việc không tích nước là nó không dính vào đồ vật, chỉ cần đổ nhẹ nhàng là sẽ sạch, thật tiện dụng phải không ạ? Giới thiệu mọi người, đọc lát bột là bát tiện lợi ạ. Cái loại thông thường khi sử dụng ấy, mọi người phải tắt một vài hạt cơm thì nước chảy rất chậm nhé. Còn cái loại này là bằng lưới này, khi mọi người sử dụng thì có lỗ thoát nước nhiều hơn, không bị chảy chậm và tắc nữa nhé. Mua hàng những ngày mà không chảy màu vàng. Chào các bác nhé, hôm nay thì bên shop lại cập nhật các mã hàng thì em lại lên video tranh thủ gửi tới các bác. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái mũ này, thì em lên cái mã của nó sẽ là mũ ông già nhá. Đấy thì cái này nó gọi tên là như thế thôi chứ còn là ông già rồi người trung tuổi cũng đều đội được hết. Đấy và rất là ngon lành các bác này. Đấy ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái khuy như này, thì các bác có thể là mình đeo thì mình có thể mình thắt lên như này nhá, thắt lên như này đó, mình có thể thắt lên như này hoặc là các bác thả xuống cũng được, thả xuống cũng được để mình đội, nó rất là hợp lý cho các bác luôn. Ở đây thì nó sẽ một mũ thì nó sẽ kèm thêm cho các bác là một cái miếng khẩu trang như này các này, một cái miếng khẩu trang như này thì để nhà các bác về nhà khi các bác đeo thì nó sẽ có thêm cho các bác cái khẩu trang này nữa để các bác thắt vào đây cho em. Đây thắt vào đây cho em này. Đấy các bác thắt vào đây cho em thì nó sẽ là một cái khẩu trang để giúp cho các bác che mặt đằng trước nhá. Đấy, mùa đông khi các bác đội này thì nó sẽ là vừa là che tai, vừa là che mồm, che mũi cho bác luôn, che mồm che mũi luôn, rất là ngon này các bác này. Đó, thì nó sẽ có thêm một cái khẩu trang như này nữa. Thì các bác muốn đeo cả cái khẩu trang này thì đeo, mà không đeo thì thôi. Đấy tùy theo. Và sản phẩm thì nó sẽ đi kèm như vậy rồi. Đây em sẽ đội thực tế cho bác xem luôn. Lên cho em là mũ ông già nhá. Giá của nó sẽ là 95.000 cho một con mũ. Đấy em sẽ đội cho các bác xem này. Đấy. Đây. Đây nhá. Đó. Đấy bình thường thì các bác đeo vào nó sẽ có cả khẩu trang như này nữa thì siêu ấm luôn nhá, siêu ấm luôn. Và cái quai này thì các bác thắt vào đây cho em này. Đó là nó sẽ kín mít luôn nhá, kín mít luôn. Rất ấm các bác này. Đấy. Độ như này thì miền Bắc mà mùa đông lạnh thì các bác đội vào cho em thì thôi chấm hết luôn. Đấy, chấm hết luôn, quá đẹp luôn các bác này. Đó. Ngoài ra thì các bác có thể bỏ cái khẩu trang này ra này. Bỏ khẩu trang này ra sau đó thì mình thắt lên như này. Thắt lên như này thì mình đội như một cái mũ phớt bình thường nhá. Hoặc các bác có thể thả này xuống này. Mùa đông các bác đội siêu ấm luôn nhá. Đấy. Chất liệu của nó thì bên trong của nó sẽ là bằng nhung này. Đấy. Nó sẽ là dạng nhung lông như này. Thì các bác đội vào thì nó rất là êm và ấm luôn. Đấy, nó sẽ là nhung lông như này nhá. Đấy, bên trong này của nó cũng là trần nhung hết này. Rất êm và ấm luôn. Và cái giá thì siêu hạt rẻ cho bác luôn, chỉ có 95.000 cho một cái mũ ông già như này thôi. Lên mã giúp cho em đó là mũ ông già nhá. Mũ ông già. Giá của nó sẽ là 95.000. Đấy, một mũ và kèm theo một khẩu trang. Bình thường thì các bác có thể đội bình thường như này. Đấy các bác gấp hết lên thì mình sẽ đội như một cái mũ bình thường thôi. Đội như một cái mũ phớt bình thường. Trời lạnh hoặc các bác đi ra ngoài thì mình sẽ thả cái phần quai này xuống. Rất là đẹp luôn. Lên mã giúp cho em đó là mũ ông già nhá. Mũ ông già giá sẽ là 95k. Đó. Lên cho em đó là mũ ông già này. Đó. Mũ ông già. Giá sẽ là 95k nhá. 95k trong chiếc mũ ông già như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái đèn một cái mẫu đèn pin mới này, bên shop mới về nhá. Đấy. Thì các bác lên cho em cái đèn này, nó sẽ là đèn phễu này. Đấy nó to và nó chỉ có một cái như cái đèn như cái phễu như này. Đấy như một cái phễu như này thì các bác lên cho em là đèn phễu nhá. Đó, đèn phễu này. Đấy con này thì cũng dùng để đeo đầu và nó có 3 chế độ sáng này, sáng mạnh, sáng vừa và sáng yếu các bác nhá. Đó. Và con này thì sẽ có dây sạc cho các bác đây, dây sạc đây và các bác có thể ngoắt nghéo như này rất là tiện luôn này. Đấy. Và đây nó sẽ có chế độ như này các bác này, có báo pin luôn, có báo pin các bác nhá. Đó, rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó, có báo pin cho các bác luôn nhá. Rất là ngon lành, có quai đeo như này, có quai đeo như này các bác đeo vào cho em. Đó. Con này thì pha của nó cũng khá là giỏi luôn nhá. Pha của nó khá là giỏi luôn. Đó và rất tiện ích. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn phễu nhá. Giá của nó sẽ là 100.000 cho một con đèn phễu như này.
Các bác lên cho em điền phễu nhá. Con này thì giá của nó sẽ là giá siêu tốt cho bác luôn, 95.000 thôi. 95.000 cho một con điền phễu như này nhá. Đấy, con này thì các bác lên tên cho em là điền phễu. Giá của nó sẽ là 95k. Đó. Lên mã giúp cho em đó là điền phễu nhá. Đó. Điền phễu này. Giá của nó sẽ là 95k. Đấy, con này dùng để các bác đeo đầu rất là ok luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái nến đỏ nhá. Nến đỏ các bác chỉ cần là bật cái công tắc này là nó sẽ lên thôi. Đó, rất là đẹp luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt nhá. Lên cho em là nến đỏ. Giá sẽ là 40.000 cho một cây nến như này. 40-45. 40.000 cho một cây nến như này các bác nhá. Đấy. Nó là một cái dạng là bằng chạy bằng pin, chạy bằng pin và nó có cái độ nhấp nháy như này. Nó như một cây nến thật luôn nhá, như một cây nến thật luôn. Giá thì sẽ là 45k cho một cây nến đỏ như này nhá. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là nến đỏ nhá. Giá của nó sẽ là 45.000 cho một cây nến đỏ như này. Đó thì con này rất là tiện ích luôn. Đó. 45.000 cho một cây nến đỏ như này. Hàng thì rất đẹp các bác này, về nhà các bác có thể là đề co trang trí này, hoặc là các bác dùng để trên ban thờ cũng rất là đẹp luôn. Đấy, và nó sử dụng cái pin cúc áo nhá. Rất là dễ mua thôi, cái pin này các bác ra hiệu sách hết, các bác ra hiệu sách mua cho em 5.000 ba viên. Đó, rất là tiện ích để về mình thay tháo. Lên cho em là đèn đỏ nhá. À nến đỏ nhá. Lên cho em là nến đỏ này. Nến đỏ, giá của nó sẽ là 45k nhá. 45k cho một cây nến đỏ như này. Giá chỉ có 45.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia bộ hút nước rửa bát nhá. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái đầu vòi hút như này, một đầu vòi hút như này. Đó. Kèm thêm ống dẫn này, ống dẫn rồi dây dợ đầy đủ cho các bác luôn, có cả nắp xoáy vào các cái đầu can luôn nhá. Đấy. Giá sẽ là 70.000 cho một cái bộ hút rửa bát như này nhá. 70k. Lên cho em là hút rửa bát nhá, hút rửa bát. Giá sẽ là 70.000 thôi. Giá cực kỳ đẹp cho các bác luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đó, lên mã giúp cho em đó là hút rửa bát nhá. Hút rửa bát này. Hút rửa bát giá sẽ là 70k cho một bộ như này. Hàng bằng inox cực kỳ chất lượng xịn sò luôn. Thì các bác này. Bát này có tác dụng gì đúng không? Nhưng mà sau một hồi gặp vạch thì phát hiện ra thì đây là cái chỗ để lắp những cái vòi mở rộng, những cái vòi hút dầu rửa bát như thế này. Hoặc là những cái vòi của máy lọc nước. Quay lại với nhân vật chính thì như các bạn đã thấy đây là một cái vòi hút dầu rửa bát. Mình đã dùng cái này thay thế cái chai dầu rửa bát mà có lẽ rất nhiều gia đình các bạn ở đây đang sử dụng rất bẩn và rất là bất tiện. Thay vì mỗi lần rửa bát phải dùng một cái chai nhầy nhụa như thế này thì bây giờ bạn chỉ việc ấn thôi. Nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng mà từ khi mình dùng mình cảm thấy nó rất là tiện. Mình không còn phải châm dầu rửa bát từ chai to và chai nhỏ nữa. Và ngoài ra cái chỗ để những cái chai dầu rửa bát trước kia nó rất là bẩn, bây giờ nó đã sạch sẽ hơn rồi. Ngoài ra cái vòi này cũng làm từ thép không tỉ nên các bạn không cần phải lo bị rỉ sét trong quá trình sử dụng đâu nhá. Tổng kết lại thì đây là món đồ rất là hữu ích mà chị em nội trợ không nên bỏ qua. Mình để sản phẩm rất là tiện luôn. Các bạn lấy nước rửa bát như thế này để tôi chỉ cho cách chế vòi lấy nước rửa bát xịn sò từ cái lỗ vô dụng trên một rửa này nhé. Đầu tiên các bạn tìm cho mình một cái đầu vòi bơm của một lọ ấn kiểu như thế này. Về gắn nó vào đầu bơm, xỏ ống qua cái lỗ bên trên bồn rửa. Tiếp đến xỏ ống vào lọ nước rửa bát ở thủ bên dưới. Vậy là xong. Như thế này, lấy nước rửa bát đã đủ xịn sò chưa? Tên nó là cái gì đây? Bình thường, tên các bạn lấy nước rửa bát như thế này để tôi chỉ cho cách chế vòi lấy nước rửa bát xịn sò. Rất tiện luôn, lên cho em là hút rửa bát nhá. Hút rửa bát giá sẽ là 70.000 cho một cái bộ hút rửa bát như này. 70.000 cho cái hút rửa bát như này các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho bác một cái mã rất là mới, đó là cái chổi cọ bàn ghế nhá. Cái này thì các bác có thể là cọ bàn ghế này, cầu thang này, rồi nói chung là các cái vị trí mà sản phẩm bằng gỗ hoặc là các cái nền nhà khe khẽ đều cọ được hết nhá. Thì em lên cho các bác là chổi cọ bàn ghế nhá, chổi cọ bàn ghế. Thì đây, ví dụ như cái phần bàn ghế này rồi ban thờ này rồi nói chung là ở đâu cũng được, nó là một cái dòng chổi như này. Thì em lên tên là chổi cọ bàn ghế nhá. Các bác về các bác kỳ cọ bàn ghế rồi nói chung là rất là đa di năng luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên cho em là chổi cọ bàn ghế, giá sẽ là 35k. Đó, chổi cọ bàn ghế này. Chổi cọ bàn ghế nhá. Chổi cọ bàn ghế giá sẽ là 35k. 35k một chiếc nhá. 35.000 cho một chiếc như này thôi. Đấy, phần lông của nó thì chiều dài khoảng là gần 20cm và cái chiều rộng này khoảng 5cm. Rất là nhiều lông bằng cước như này. Thì khi các bác kỳ cọ nó rất là sạch luôn nhá. Đấy, các bác đánh cọ bàn ghế rồi trên các cái khu vực như là rất là nhiều nơi. Các bác vệ sinh như cho em, rất là tiện. Đấy, chỗ nào cần thì các bác cọ cho em nhá. Đấy, thì em lên tên nó là chổi cọ bàn ghế. Giá sẽ là 35k một chiếc nhá. 35 cành cho một chiếc như này. Hàng cực kỳ cao cấp luôn, nội địa của Nhật các bác này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác sản phẩm đó là kia đệm ghế nhá. Chiều rộng của nó thì nó vào khoảng là gần 40 và chiều ngang thì gần 30 nhá. Đấy, các bác chuyên để dùng thì mình để các cái phần ghế này, các bác ngồi mình ngồi cho nó êm đấy. Đấy thì con này nó sẽ là dạng dệt 5D theo kiểu than tổ ong như này. Thì khi các bác
ngồi này, ngồi xuống thì nó rất là mềm nhá. Các bác có thể để cả quả trứng ngồi lên cũng không vỡ đâu. Đó, rất là tiện ích luôn. Thì lên mã giúp cho em đó là đệm ghế nhá, đệm ghế. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? 80.000 à? 80.000 cho một cái đệm ghế như này, rất tiện ích luôn. Đấy, và đây nó sẽ là một cái dạng vải thoáng khí nhá. Khi các bác ngồi vào thì nó rất là êm và thoáng khí này. Bên dưới thì có một lớp cao su non này, và bên trên thì nó sẽ là một cái dòng vải dệt thoáng khí. Các bác ngồi thì nó rất là êm ái và thoáng khí cho các bác, rất là tiện ích luôn. Và con này thì giá thì chỉ có 80k thôi, rất là tiện dụng thôi nhá, rất tiện dụng luôn. Lên mã giúp cho em đó là đệm ghế nhá, đệm ghế giá sẽ là 80.000 đó. Đệm ghế giá sẽ là 80k cho một cái đệm ghế như này nhá, 80.000. Đấy, em sẽ có video thực tế luôn. Đấy, rất là mềm luôn nhá, cho cả trứng ngồi lên không việc gì nhá. Đấy các bác thấy không, rất là ok luôn đó. Rất tiện ích luôn. Đó, thì các bác có thể dùng để mình đây là cái nệm 3D thoáng khí. Chất liệu của nó được làm từ silicon với thiết kế hai lớp dạng tổ ong. Mình ngồi không có bị nóng hay là bí vùng mông. Độ đàn hồi của nó thì không chê vào đâu được. Ngồi từ ngày này qua tháng nọ cũng không bị biến dạng đâu nha. Bây giờ mang ra thử với trứng gà xem nào. Người ta thử một trái nhưng mà kiên quyết 3 trái luôn. Cũng sợ nó bể lắm, nhưng không sao, trứng vẫn còn nguyên vẹn nha. Cùng cha khác ông nội với cái nệm 3D thoáng khí này, là một cái nệm 3D thoáng khí đời đầu. Mẫu cũ này thì có một lớp thôi. So sánh thử thì Kiên thấy mẫu mới này nó đàn hồi tốt hơn và có độ dày đều hơn. Tóm lại thì Kiên thấy cái nệm 3D này dùng khá là ổn, êm ái cặp mông. Đấy, rất là ngon lành nha. Giá thì chỉ có cho các bác là 80k thôi. Được. Chào các bác quay trở lại với shop Huấn Phạm nha. Đấy, hôm nay thì bên shop lại tiếp tục cập nhật các mã hàng, thì em lại lên video để gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác dưới 200 cộng thêm cho em 30.000 để ship, hoan hỉ vui vẻ các bác nhá. Đó, em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải lâu chờ đợi. Hôm nay bên shop về cho các bác một số các cái mã vòng rất là hay và đẹp. Đây là đều là các cái loại vòng giúp cho các bác là điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông, dùng cực kỳ là tốt luôn. Và nó sẽ có hai loại, đều là hàng của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Nó sẽ có là một loại là vòng trầm gỗ và một loại là vòng vàng. Đó, thì đầu tiên em sẽ lên cho các bác cái mã vòng vàng này. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là vòng vàng. Thì đây nó sẽ là một con vòng như này. Ở đây nó sẽ có đính các cái hạt nam châm từ trường này. Đấy, các cái hạt nam châm từ trường như này, thì khi các bác đeo vào nhá, thì vừa chức năng là trang trí này, vừa chức năng là trang trí rất là đẹp luôn. Đấy, đeo lên nó sẽ rước tay lên rất là nhiều, rất là đẹp nhá. Đó, tức là vừa là trang trí này, vừa giúp cho các bác là điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông rất là tốt luôn. Đấy, thì lên mã giúp cho em đó là vòng vàng nha, vòng vàng. Ở đây thì nó sẽ có đính cho các bác các cái hạt nam châm như này. Các cái hạt nam châm từ trường như này thì khi mà các bác đeo vào thì nó giúp cho các bác là máu huyết lưu thông ổn định rất là tốt luôn. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là vòng vàng nhá, vòng vàng điều hòa huyết áp. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có cho các bác là 50.000 cho một con vòng vàng điều hòa huyết áp như này. Đó. Lên mã giúp cho em đó là vòng vàng này. Đó. Đây. Các bác lên cho em là vòng vàng nhá. Vòng vàng điều hòa huyết áp, giá sẽ là 50k. Đó, 50k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái mã đó là cái vòng trầm gỗ nhá. Đấy, thì đây nó sẽ là bằng gỗ. Đấy, bằng gỗ trầm, và cũng giúp cho các bác là điều hòa huyết áp luôn. Con này thì nó lại đựng trong một cái hộp rất là xịn sò. Hàng thì cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn. Đây các bác này. Đó, hàng nội địa của Nhật, các cái hạt trầm gỗ như này. Các bác có thể dùng để đeo tay này. Đeo tay hoặc là mình có thể đeo trực tiếp vào cổ cũng được, rất là đẹp cho các bác luôn. Đó, thì lên mã giúp cho em đó là vòng trầm gỗ nhá. Đeo vào thì rất là đẹp luôn. Các bác có thể dùng để đeo tay trang trí này. Đấy, để giúp cho các bác là điều hòa huyết áp luôn. Nó sẽ có 108 hạt này, kèm cho các bác là một cái đài sen rất là đẹp này. Đó, có thể đeo tay đeo cổ này. Mùi trầm tự nhiên rất là thơm. Mùi thơm dịu nhẹ, dễ chịu và rất là tuyệt vời. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá chỉ có 50 cành thôi. Đấy, hàng rất chất lượng cho các bác luôn, đựng trong cái hộp như này. Các bác có thể mua để cho, biếu tặng, làm quà, rất tuyệt vời. Thì lên cho em là vòng trầm gỗ nhá. Vòng trầm gỗ này. Vòng trầm gỗ, giá của nó sẽ là điều hòa huyết áp này, điều hòa huyết áp, giá sẽ là 50k nhá. Đấy, thì bên shop có hai mẫu, một mẫu là vòng trầm gỗ, một mẫu là vòng trầm vàng. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác kia tất 10 nhá. Tất 10 thì nó sẽ có loại là màu đen và màu có loại màu đen và màu trắng như này. Đấy, một vỉ này là 10 đôi nhá. Một vỉ này 10 đôi. Giá thì rất là hợp lý cho bác rồi. Giá chỉ có
90.000 cho một vỉ 10 đô như này thôi nhá. 90.000 cho một vỉ 10 đô như này. Đấy. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là Tất 10 nhá, hàng của thương hiệu Nike này. Co giãn 4 chiều, thấm hút mồ hôi cực kỳ là tốt luôn. Đấy, co cầm cho anh cái tất này đây. Co giãn tất hộp đây. Co giãn 4 chiều, thấm hút mồ hôi cực kỳ tốt luôn. Đấy, và dòng này thì bên em có hai màu. Màu đen và màu ghi nhá. À, màu đen và màu trắng. Đó, màu đen và màu trắng. Giá thì sẽ là các bác lên mã giúp cho em đó là Tất 10 nhá. Đấy, tất vỉ 10 này, tất vỉ 10 nó sẽ có là màu đen và màu trắng nhá. Đấy, các bác lên cho em là tất vỉ 10 đen hoặc tất vỉ 10 trắng, giá sẽ là 90k nhá. 90k cho một vỉ như này. 90.000 cho một vỉ như này bao gồm là 10 đôi, 90.000 cho một vỉ 10 đôi các bác nhá. Ngoài ra thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là tất hộp này. Tất hộp thì nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu đen và màu ghi. Đấy, có hai màu như này, màu đen và màu ghi nhá. Đấy. Dòng này của nó thì chỉ có 5 đôi thôi. Chỉ có 5 đôi thôi nhá. Đó, chỉ có 5 đôi như này thôi. Và nó sẽ dài hơn cái tất 10 nhá, dài hơn cái tất 10. Nó sẽ dài hơn, cổ nó sẽ cao tầm khoảng là trên 10 cm. Thì các bác thích đi cái loại cổ ngắn hoặc cổ dài thì tùy theo các bác có thể lấy. Hàng thì đều là hàng co giãn 4 chiều nhá. Thấm hút mồ hôi cực kỳ là tốt luôn và dùng thì cực kỳ là tiện ích. Và cái giá thì cũng rất là hạt rẻ cho bác luôn. Chỉ có 80.000 cho một vỉ bao gồm là 5 đôi nhá. Đấy, 80.000 trong hộp bao gồm là 5 đôi. Đó, sẽ có màu đen và màu ghi nhá, màu đen và màu ghi như này. Thì các bác lấy màu nào thì lấy nhá, lấy màu nào thì lấy cho em. Đó. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là tất hộp 5 nhá, tất hộp 5 này. Tất hộp 5. Đấy, có sẽ là màu đen và màu ghi nhá, màu đen và màu ghi. Giá thì sẽ là 80k nhá. Đấy, 80.000 cho một hộp 5 đôi nhá. Chỉ có 5 đôi thôi các bác nhá. Đấy, tất hộp 5 đôi nhá. Đấy, các bác lưu ý cho em, 5 đôi này, còn vỉ với là 10 đôi, xem kỹ cho các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm đó là cái con dao dao chặt 1 cân nhá. Hàng thì sẽ là hàng made in Japan này. Đó, made in Japan. Và con này của nó thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Murato của Nhật. Hàng mới tinh, nguyên đai nguyên kiện, chưa qua sử dụng, thanh lý siêu thị, nặng 1kg, chặt cực kỳ là đầm tay và chất lượng cho các bác luôn. Đấy, đây, em sẽ chặt thử cho bác xem nhé. Đây, chặt thử thực tế cho bác xem luôn này, đây nhá. Chặt sắt nhá, đây là sắt này, chặt cho bác xem nhá. Đó đây. Chặt sắt này các bác thấy không? Đây. Đấy, chặt sắt không có hề hấn gì nhá. Đấy các bác thấy không? Rất là ngon lành luôn, không cong vênh sứt mẻ gì đây các bác này. Đấy. Chặt sắt này, rất là ngon luôn các bác này. Đó, thấy chưa? Các bác thấy không? Không hề cong vênh mứt mẻ gì. Các bác có thể dùng để chặt gà, chặt cá, chặt xương trâu, xương bò, rồi nói chung là đa di năng và đa di năng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là dao chặt 1 cân nhá, dao chặt 1 cân. Giá chỉ có 230 cành, bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em nhé. Nhận hàng kiểm tra thanh toán. Lên cho em là dao chặt 1 cân nhá. Đấy, dao chặt 1 cân này. Dao chặt 1 kg. Giá sẽ là 230k nhá. 230.000, bao ship đến tận nhà luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác cái nhang chầm đốt nhá. Đấy, nhang chầm đốt thì đây nó sẽ là một cái dòng nhang chầm như này. Đấy, của nó sẽ có cho các bác là 50 vòng. Cuối năm đến nơi rồi. Các bác mua nhang chầm về mình vừa là đốt thư thái này, vừa là có thể là thắp hương cho các cụ cũng rất là ok. Đó thì một vỉ này của nó sẽ bao gồm là hai vòng. Một vỉ này là hai vòng nha. Các bác tách cho em một vỉ này là hai vòng. Và nó có 50 vỉ. 50 vỉ nhân đôi thì nó sẽ là 100 vòng nha. 50 vỉ nhân đôi nó sẽ là 100 vòng. Đấy, và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 40k thôi. 40.000 cho một 40.000 cho một thùng như này. Đấy, 40.000 cho một một hộp như này các bác nhá. Đấy, lên cho em là nhang chầm đốt nhá, nhang chầm đốt. Giá của nó sẽ là 40k. Đó, lên mã giúp cho em đó là nhang chầm đốt nhá. Nhang chầm đốt này. Nhang chầm và dùng để đốt. Đấy, nhang chầm đốt. Giá sẽ là 40k nhá. 40k trên một một hộp như này. Một hộp này sẽ là 40k và bao gồm cho các bác là 100 vòng nhá, 100 vòng, hàng nội địa của Nhật. Chất liệu của nó là chầm tự nhiên, rất là thơm nhá, hương chầm tự nhiên, thơm dịu nhẹ, dễ chịu, dùng cực kỳ là đã đời luôn. Đó, rất là thư thái nhá. Và các bác sử dụng thì thời gian cháy của nó là từ 2 đến 3 tiếng các bác nhá. Từ 2 đến 3 tiếng, có thể đến 4 tiếng tùy theo môi trường, nếu mà hiếm gió nhá. Ít gió thì nó cháy rất là lâu. Đó, 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đèn wifi nhá. Con này sẽ bao gồm cho các bác là một đèn và một cáp sạc như này. Hàng thì của Đức này, made in Germany này. Con này thì em đã có cái video test ở ngoài rồi cho các bác xem rồi. Đấy, có thể điều khiển ngọt lên ngọt xuống như này. Hàng này thì cái thân này của nó sẽ là bằng hợp kim này. Hàng của Đức và xuất Nhật nhá. Đó, pha của nó thì rất là rọi và sáng luôn. Và con này ưu điểm của nó là có bật tắt cảm biến nhá. Đây, ở đây nó sẽ có hai cái mắt như này, một cái mắt sáng và một cái mắt để tối này. Đấy, một cái mắt để điều khiển ánh sáng và một mắt để tắt. Đấy, tức là có hai cái mắt cảm biến như này các bạn này. Hai mắt cảm biến đây. Đấy, bật này, tắt này, bật tắt này, rất là tiện luôn.
Đó, bật này, tắt này, bật tắt này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn wifi nhá, đèn wifi. Giá chỉ có cho anh em các bác là 130.000 thôi, 130.000. Lên mã giúp cho em đó là đèn wifi này, đèn wifi. Giá sẽ là 130k nhá, 130.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia. Các bác lên mã giúp cho em đó là kia gen co nhiệt nhá. Giá thì chỉ có 50 cành cho một con gen co nhiệt như này thôi. Thì đấy có để test ấy. Không biết bên kia nó test chưa? Ừ được rồi. Gen co nhiệt nhá. Ở đây thì một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 328 đầu, 328 PCS này. Đấy, tức là 328 đầu. Ở đây thì nó sẽ có to, nhỏ, lớn, bé, mẹ con đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, từ 5 ly đến 0,1 ly. Đây, qua này. Đấy các kích thước của nó đây. Thì các bác có thể dùng để trực tiếp để mình luồn vào dây điện, sau đó thì mình dùng lửa mình hơ đi cho em là xong. Đó, và giá chỉ có 50.000 thôi. 328 đầu các bác mua một hộp này về dùng cho cả đời luôn nhá. Đấy, lên cho em là gen co nhiệt này. Gen co nhiệt giá sẽ là 50k nhá. Đấy, gen co nhiệt 50k trên một hộp như này, bao gồm là 328 đầu, rất là tiện luôn. Tức là mình đấu dây điện và mình luồn qua, sau đó thì mình đốt là nó sẽ thu vào là xong có nhá, gen co nhiệt. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia kẹo chuột nhá. Con này thì hàng thị phần của nó là số 1 của Thái Lan luôn rồi, bên shop bán rất là nhiều rồi. Con này thì cực kỳ là nhạy luôn các bạn. Em bán rất là nhiều rồi, cực kỳ là nhạy luôn. Đấy, chuột to, chuột lớn, chuột nhỏ, chuột bé, chuột nhà, chuột đồng các bác nhá. Đấy, chuột nhắt, chuột cống nhá, đều chết hết luôn. Và con này thì ưu điểm của nó là nó có một cái nó là thuộc dạng thuốc sinh học và nó có một cái màu sắc rất là hấp dẫn luôn. Và khi con chuột nó đã ăn là nó kéo cả đàn đến ăn luôn và chết cả đàn luôn nhá, chết cả đàn luôn, chết cả họ luôn, chết cả dòng họ luôn các bác nhá. Đó, có những con chuột nó cách từ khoảng 10 15 cây số nó vẫn đến nó ăn các bác nhá. Đấy, cho nên là diệt được cả xóm cả làng luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 30k cho một lọ kẹo chuột như này thôi. Đấy, kẹo chuột nhá. Đấy, lên cho em là kẹo chuột, giá sẽ là 30.000 cho một lọ kẹo chuột như này. Dùng cực kỳ là nhạy luôn. Đấy, màu vàng. Con này hàng của Thái Lan nhá, thị phần bán của nó là số 1 của Thái Lan luôn và nó bán trên toàn cầu luôn. Hàng độc quyền của Thái Lan nhá, bán cực chạy luôn. Được, chào các bác nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đang gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc là hàng gửi đến không nhận hàng các bác nhá. Từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, dưới 200 thì các bác cộng thêm cho em 30.000 tiền ship nữa. Rồi ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là kia. Các bác lên cho em là sen inox nhé. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một vòi sen inox như này. Đấy, một vòi sen inox cực kỳ chất lượng như này các bác này. Đấy, hàng của thương hiệu Osaka Japan này, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Một vòi sen inox này, một bộ dây và một giá đỡ nhá. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Một dây, một giá đỡ như này, về nhà các bác chỉ cần lắp vào cho em là xong. Dây này thì nó sẽ là dòng dây dài tầm khoảng từ 1m2 đến 1m5 nhá. Từ 1m2 đến 1m5. Dòng giếc đầy đủ luôn. Về nhà các bác chỉ cần là bắt vào này cho em là xong này. Đấy, các bác kết nối vào đây cho em là xong. Đó, thì các bác sẽ có một cái bộ sen tắm bằng inox chất lượng của Nhật luôn. Đây các bác này, Osaka Japan này. Đó, đây, dây rất là dài luôn và dây siêu mềm luôn. Đó, và có cả giá đỡ cho các bác luôn nhá. Dòng này thì nó sẽ là dòng có cái giá đỡ nhá. Đấy, đây, nó sẽ có cho các bác cả giá đỡ này, có cả giá đỡ cả ốc vít luôn. Giá đỡ đây. Đấy, có giá đỡ, có ốc vít đầy đủ cho các bác. Riêng dòng này thì nó sẽ có giá đỡ như này để về các bác sử dụng. Lên mã giúp cho em đó là sen inox nhá. Đấy, sen inox này. Sen inox giá thì chỉ có cho các bác là 100 cành thôi, 100k cho một con sen inox như này. Tiếp theo thì 110.000 nhá, xin lỗi các bác. Đấy, 110.000. 110.000 cho con sen inox như này, 110k nhá. Đấy. 110k cho một cái bộ sen inox như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dây vòi xịt vệ sinh nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 100k cho một cái bộ dây vòi xịt vệ sinh như này. Sản phẩm thì cũng bao gồm cho các bác là một dây, một vòi xịt, một giá đỡ. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn và có ốc tiếc các thứ đầy đủ cho các bác. Đây. Giá đỡ rất là xịn như này. Hàng inox 304 nhá. Có dây hết cho các bác luôn. Đấy, có dây, có đầu vòi xịt như này. Cơ chế xịt tự ngắt nhá. Đấy, cơ chế xịt tự ngắt này. Xoáy vào cho em này. Đó, và có giá đỡ như này nhá. Các bác có thể lắp nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet này. Hoặc là để ở khu vực mình có thể xịt rửa tưới cây này, cực kỳ là tiện dụng luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là xịt vệ sinh nhá, xịt vệ sinh. Thì một cái bộ xịt vệ sinh như này, giá bên shop đang gửi tới các bác chỉ có 100k thôi. 100k
trọn bộ bao gồm cả dây, cả đầu vòi xịt này về nhà các bác chỉ việc là sử dụng thôi. Đã có giòng giếc các thứ đầy đủ cho các bác rồi, nó rất là ok luôn. Dây dài khoảng từ 1m2 đến 1m rưỡi, hàng về theo lô nhá, có giá đỡ giá điếc hẳn hoi cho các bác luôn. Kèm thêm cho các bác ốc vít, ốc viếc đàng hoàng. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật đây, của thương hiệu Osaka Japan có này. Đây, đây Osaka Japan nhá. Đó, rất tiện ích luôn. Và cái giá thì rất hợp lý rồi, chỉ có 100 cành thôi. Các bác lên mã giúp cho em đó là dây vòi xịt vệ sinh nhá. Dây vòi này, xịt vệ sinh, xịt vệ sinh. Giá sẽ là 100k. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái sen quạt tăng áp nhá. Cái sen này thì nó sẽ là có cái cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Đấy, có cánh quạt như này con này, có cánh quạt này. Đấy, có đóng ngắt trên tay nhá. Đóng ngắt trực tiếp trên cây và có tăng giảm luôn, tăng giảm đóng ngắt trên tay như này. Con này thì rất là tiện ích các bác dùng để mình tắm này. Tắm này rồi gội này, rồi massage rất là tốt luôn. Và có cho các bác là cả sen cả dây như này nhá, cả sen cả dây như này. Combo cho các bác cả sen quạt cả dây như này. Và có một cái đầu lọc như này giúp tăng áp lực nước rất là tốt. Đấy. Về nhà thì các bác chỉ việc kết nối vào đầu cái nguồn nước đã có sẵn nhà mình là mình sử dụng thôi. Nó cũng rất là tiện ích luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là sen quạt, sen cánh quạt tăng áp này, sen cánh quạt tăng áp. Không có giá đỡ nhá. Con này thì không có giá đỡ đâu. Không giá đỡ này. Không giá đỡ nhá. Đó, đây thì em là sen cánh quạt tăng áp này, sen cánh quạt này, sen cánh quạt tăng áp. Giá sẽ là 100 cành tròn nhá, 100k cho con sen cánh quạt tăng áp như này. Đó, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đồng hồ của nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là con đồng hồ led như này. Đấy, một con đồng hồ led để bàn như này nhá. Chiều dài của nó thì nó sẽ là vào khoảng là 15 cm và chiều cao thì vào khoảng là đi 5 cm gì đấy các bác nhá. Nó sẽ là đồng hồ led để bàn như này. Các bác có thể cắm trực tiếp như này hoặc về nhà các bác có thể lắp pin nhá, lắp pin hoặc là cắm trực tiếp đều được. Đấy, hoặc cắm trực tiếp như này thì về nhà các bác cắm ở cái cổng USB nhà mình là nó sẽ lên giờ thôi. Đấy, nó sẽ là nảy số điện tử nhá. Nảy số điện tử đúng như trên hình như này các bác này. Đấy, đúng như trên hình như này. Số to rõ. Các bác vừa làm đèn ngủ, vừa để làm đồng hồ được luôn, để xem giờ rất là tiện. Đồng hồ cập nhật nhiệt độ, độ ẩm rồi có cả cho các bác chức năng hẹn giờ luôn nhá. Đồng hồ nhiệt độ, độ ẩm, hẹn giờ. Đấy, và rất nhiều chức năng nhá. Giá thì các bác lên cho em là đồng hồ led, giá sẽ là 140k nhá. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ này, đồng hồ led, giá của nó sẽ là 140k. 140.000 cho con đồng hồ led này, rất tiện ích luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là đèn đèn bắt muỗi đen nhá, đèn bắt muỗi đen. Đấy, thì khi mà muỗi nó bay vào đây thì nó sẽ bị chập bởi kia lưới này. Đấy, chập bởi cái lưới này. Các bác bật công tắc lên. Đấy, con này là sẽ là 120.000 nhá. Mẫu này là mẫu to. Bên shop bán thì nó có cả mẫu bé thì nó sẽ rẻ hơn một chút các bác nhá. Đấy, đây. Thì khi mà con muỗi nó bay vào đây là nó sẽ bị chập các bác này. Đấy, muỗi bay vào đây là nó sẽ bị chập các bác này. Đấy, nó sẽ bị chập điện nhá. Thành tách các bác này. Đấy, chập điện nó nổ thành tách này các bác này. Đấy đây. Em đang dí vào nó thành tách các bác này. Đấy. Thì cái loại này sẽ là 120.000 nhá. Ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái ánh đèn hồng ngoại như này, vừa là làm đèn ngủ vừa là thu hút muỗi luôn. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Lên xem đó là đèn bắt muỗi nhá. Đèn bắt muỗi đen loại to, giá sẽ là 120.000 nhá. Đèn bắt muỗi đen loại to giá sẽ là 120.000. Loại nhỏ thì chỉ có cho các bác là 100 thôi. Còn loại này là loại to là 120.000 nhá. Đấy, đây, dùng để bắt muỗi rất là tiện ích luôn, nhỏ gọn tiện dụng. Đấy, lên cho em là đèn bắt muỗi đen, giá sẽ là 120.000 nhá. Đèn bắt muỗi này. Đèn bắt muỗi đen giá sẽ là 120k một chiếc nhá. Chuyên tiêu diệt muỗi này ở các ngóc ngách luôn, rất là tiện ích các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thước rút các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là thước móc khóa. Nó sẽ có hai màu, màu vàng màu bạc như này. Con này thì cái size của nó là dòng là 6mm, chiều ngang là 6mm và chiều dài là 2m. Con này thì nó sẽ là một cái dòng thước đặc biệt có thể quấn vào như này được này. Con này các bác có thể quấn tròn vào như này được, rất là tiện ích luôn. Đấy, quấn tròn vào như này rất là ngon.
Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Chỉ có cho các bác là 50k trong con thước của Nhật như này thôi. Lên cho em là thước móc khóa có hai màu vàng và bạc như này. Đấy, thước móc khóa nhá, có hai màu vàng và màu bạc như này. Thì để các bác sử dụng trong gia đình nhà mình hoặc là làm thợ làm nghề rất là tiện luôn. Lên mã giúp cho em đó là thước móc khóa. Giá của nó sẽ là thước móc khóa này. Thước móc khóa, giá của nó sẽ là 50 cành nhá. Có hai màu vàng và màu bạc. Tùy theo nhu cầu của bác lấy màu nào thì báo em, không thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Lên cho em là thước móc khóa nhá. Giá của nó sẽ là 50.000 cho một con thước móc khóa như này, rất tiện ích luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop đưa cho anh cái bình về cho các bác. Cái sản phẩm đó là một cái mẫu bình đựng nước 2 lít nhá. Con này thì để đựng nước lọc thôi, đựng nước lọc, nước lạnh thôi. Cái giá của nó thì chỉ có 80 cành thôi. Cho nên là các bác về các bác đựng nước lọc, nước lọc, nước lạnh. Nước nóng thì cũng được thôi, nhưng nó sẽ không có tính năng giữ nhiệt nhá. Nôm na nó là như thế. Nó sẽ là bằng inox 304. Inox 304 cực kỳ đẹp, dày dẫn chắc chắn. Nhưng mà con này thì nó không có tính năng giữ nhiệt, cho nên các bác dùng để đựng nước lọc mình uống hoặc là đựng các cái loại nước uống là ok. Lên cho em là bình 20, dung tích của nó là 2 lít cả vỏ nhá. Bình 20, dung tích của nó là 2 lít cả vỏ. Giá sẽ là 80k thôi nhá. 80.000 cho một con bình inox hàng của Nhật sáng bóng đẹp như này. Đấy, về đựng nước lọc cũng được, đựng nước lọc để trên phòng ngủ này hoặc là những cái không gian nào mà các bác cần để nước lọc trên bàn uống nước các thứ cũng rất là hợp lý thôi. Nó bằng inox, nó sạch sẽ, nó đẹp, nắp nó kín đáo như này, khi các bác sử dụng nó rất là tiện. Khi nào mình rót thì mình ấn nó ra, không có thì mình lại sập nó vào. Đó, nó rất tiện ích luôn nhá. Giá thì rong của rong cao su rất chắc chắn, giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 thôi. 80.000 cho một con bình như này, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho các bác là dòng sản phẩm đó là cái keo đa năng xanh nhá. Giá thì sẽ là 20.000 cho một típ như này. Đấy, keo đa năng xanh. Đấy, giá sẽ là 20.000 cho một típ keo đa năng xanh như này. Dòng này của nó thì nó sẽ là một cái dòng keo siêu dính luôn. Dính trên mọi chất liệu và trên mọi bề mặt. Một lọ này của nó thì nó sẽ được là 60g nhá, 60g. Lên mã giúp cho em đó là keo đa năng xanh nhá. Keo đa năng xanh này. Keo đa năng xanh. Giá sẽ là 20k một típ và 50.000 cho 3 típ nhá. Keo đa năng xanh. Đây em sẽ có cái video thực tế luôn. Như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cờ rất, đừng sử dụng đinh vít nữa vì đã có keo siêu dính nô nào công nghệ Nhật Bản. Có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nứt tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy nhau nhé. Nói đây là loại keo siêu dính xịn nhất thị trường, có thể gắn kết gần như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cờ rất. Đừng sử dụng đinh vít nữa vì đã có keo siêu dính nô nào công nghệ Nhật Bản. Có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nứt tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán. Đó, giá thì chỉ có 20.000 cho một típ thôi nhá, và 50.000 ba típ. Mã tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái hộp tam đồng nhá. Các bác lên cho em là hộp tam bằng đồng như này. Đó, hộp tam bằng đồng rất là đẹp luôn. Cái này thì chính thức của nó thì gọi tên là hộp tam đồng thôi. Nhưng mà nó là thuộc dạng là hợp kim mạ đồng nhá, hợp kim mạ đồng. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 95.000 cho một hộp tam đồng như này. Đó. Các bác về các bác chỉ cần là cho tam ở đây cho em là xong, cho tam ở đây. Đấy, khi nào dùng thì mình ấn thì nó sẽ đẩy lên. Đấy, bỏ xuống thì nó sẽ là đẩy xuống. Đó, rất là tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là hộp tam đồng nhá, hộp tam đồng. Giá của nó sẽ là 95.000. Đấy, 95k cho cái hộp tam đồng như này nhá. Hộp tam đồng giá sẽ là 95k một hộp. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là kia sạc. Có lên cho em là dây sạc nhanh iPhone nhá, dây sạc nhanh iPhone. Đấy thì đây sản phẩm nó sẽ bao gồm cho các bác là một củ và một dây như này. Đấy, một củ một dây như này. Hàng thương hiệu iPhone, nguyên đai nguyên kiện như này nhá. Đấy, iPhone rất chất lượng cho các bác luôn. Đó thì con này các bác có thể dùng để mình sạc cho chuyên sạc cho điện thoại iPhone. Siêu tiện ích luôn này các bác này. Đấy, cảm ơn đây chị em. Đó, chuyên sạc cho điện thoại iPhone nhá. Đó, hàng của thương hiệu iPhone rất tiện ích cho các bác luôn.
Nên mã giúp cho em đó là dây sạc nhanh iPhone. Đấy thì đựng trong một cái hộp rất chất lượng như này, hàng của thương hiệu iPhone 14 Pro Max nhá. Đấy, công suất của nó là 20W. Đấy, đây. Đây các bác này. Đấy. Công suất của nó là 20W nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 60.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn mang sông nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn mang sông này. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 cho một con đèn mang sông như này. Đấy, nó lẫn lộn ấy, tách nó ra. Đấy. Hàng made in Japan nhá. Đấy, con này thì các bác chỉ cần bật này lên là nó sẽ lên đèn sáng này, rất đẹp luôn nhá. Có điều chỉnh chiết áp luôn. Lô này về bên shop về cho các bác một cái màu đỏ đậm cực kỳ đẹp luôn. Màu này thì các bác có thể dùng để đề co trang trí này, để trên ban thờ các thứ này, đều rất là ok nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Con đèn mang sông này là 130 à? 120.000 thôi nhá. Đấy, giá đợt này về giá sẽ là siêu tốt cho các bác luôn. Đấy, có công tắc này. Con này thì vừa là đóng ngắt vừa là chiết áp luôn, tăng giảm áp lực nhá. Đấy, đây các bác này. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái quả pin như này, pin 18650 nhá. Và kèm cho các bác một cái cáp sạc, về nhà các bác cắm sạc vào cho em là xong. Rất là tiện ích luôn, bật lên này. Có điều chỉnh chiết áp sáng tối, dùng để ăn cơm ăn nước, để co trang trí ban thờ, phòng ngủ, phòng khách đều được hết nhá. Đấy, ngoài ban công, ngoài hiên rồi, nói chung là để đâu cũng được, rất hợp lý thôi. Giá thì chỉ có cho các bác là 120.000 nhá, 120.000 cho một con đèn mang sông như này. Lên mã giúp cho em đó là đèn mang sông. Đèn mang sông này. Đèn mang sông. Giá của nó sẽ là 120k nhá. Trước đang bán 130 về cho bác giá 120 luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái khăn mặt nhá. Đấy, khăn rửa mặt của Hàn Quốc. Cái dòng này thì rất là tiện, các bác thì dùng để mình rửa mặt rồi vệ sinh cũng được hết nhá. Vệ sinh lau chùi bàn ghế bát đĩa đều được hết, thì các bác mua về mình sử dụng đa chức năng luôn. Thì mua cả dây này cho em cho nó rẻ. Một bịch này của nó sẽ là 10 chiếc và giá sẽ là 60.000. Lên mã giúp cho em đó là khăn mặt Hàn Quốc nhá, khăn mặt Hàn Quốc. Đấy, một bịch này là 10 chiếc và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 một bịch như này và bán cho 20.000 ba chiếc. Hàng siêu dày dẫn luôn, siêu dày dẫn chắc chắn rất là ngon lành nhá. Và sẽ có cho các bác kích thước là chiều dài sẽ là 50 và chiều rộng là 30. Hàng cực kỳ dày dẫn chắc chắn và đẹp cho các bác luôn. Và có đủ màu cho các bác luôn. Đó thì hàng của Hàn Quốc như này, rất là chất lượng nhá. Đó. 20.000 ba chiếc. Giá bên shop bán cho các bác sẽ là 20k trên bằng 3 cái nhá. Và 60k trên 10 cái, 60k là bằng một bịch như này là 10 cái nhá. Đấy, một bịch này 10 cái luôn. Giá sẽ là 60.000 cho các bác. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác là dòng sản phẩm đó là cái bông lúa vàng nhá. Các bác lên theo là bông lúa vàng. Đấy thì một bó như này bao gồm cho các bác là 2 này, 4 này, 6 8 10 à. 2 4 6 8 10, một bó này sẽ là 10 cành nhá. Lên cho em là bó lúa vàng, một bó này là 10 cành. Giá thì sẽ là 140.000. 140.000 cho một bó lúa vàng như này. Đó. Đây thì ở đây nó sẽ là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 9 10. Rất là đẹp luôn. Màu thì màu vàng như này. Và các bác có thể là cắm vào thành bó này, hoặc là các bác có thể là cắm giải ra thành hàng được, tại vì mỗi cái dây này của nó thì nó sẽ khoảng cách là khoảng 20-30 phân gì đấy. Thì nó sẽ có cái dây giãn như này. Thì các bác có thể cắm tách ra hoặc là cắm thành một bó để trên ban thờ này. Phòng ban thờ rồi trang trí đề co cũng rất là đẹp luôn. Đó, sân vườn, trang trí sân vườn, ban thờ, ban thần tài nhá. Lên cho em là bông lúa vàng. Giá sẽ là 140.000 cho một bó như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái khò ga trắng nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con khò ga như này các bác này. Đấy, lên cho em là khò ga trắng. Giá sẽ là bao nhiêu nhỉ? 50.000 này. 50.000 cho một con khò ga trắng như này nhá. Giá sẽ là 50k. Con này thì các bác dùng để mình khò ga rồi mình làm công nghiệp, hoặc là thui chân giò các thứ thì cũng rất là ok.
Giá thì rất hợp lý, chỉ có cho các bác là một cái khò ga như này, giá chỉ có cho bác là 50.000 thôi. Lên cho em là khò ga trắng, giá sẽ là 50k nhá. Đó, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ lưỡi kem nhá, bộ lưỡi kem. Lấy ghim bấm nó vào. Có ghim chưa? Bộ lưỡi kem thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một hộp như này. Bao gồm cho các bác là 30 cái lưỡi. 30 chiếc lưỡi nhá. Đấy, 30 chiếc lưỡi như này. Ở đây thì một vỉ này là 3 lưỡi, sẽ bao gồm cho các bác là 30 cái lưỡi như này. 30 lưỡi lưỡi kép nhá, gồm 2 lưỡi như này. Đấy, gồm 2 lưỡi kép này. 2 lưỡi kép và một vỉ của nó là 30 nhân với lại 10 là 30 chiếc này. 3 nhân 10 là 30 này. Một bàn cạo này và một lọ kem như này. Giá chỉ có 60.000 thôi. Lên mã giúp em đó là bộ lưỡi kem, bộ lưỡi kem. Bộ lưỡi kem nhá. Bộ lưỡi kem giá của nó sẽ là 60k nhá. Giá cực rẻ luôn. Được 30 lưỡi liền, lại cả bàn cạo các thứ đầy đủ. Mua một lần các bác dùng cho cả năm luôn thôi nhá. Mua một lần dùng cho em cả năm luôn, rất tiện ích. Bộ lưỡi kem. Tiếp theo thì em lên cho bác sản phẩm đó là cái giấy lau giày nhá. Lên mã giúp cho em đó là giấy lau giày đây. Đấy thì nó sẽ là một cái dòng giấy có sẵn xà bông rồi. Về nhà các bác chỉ việc là lấy ra là mình lau thôi. Đây, bóc con này cho em này. Đó, và nó sẽ có sẵn cho các bác là xà bông thì biết hết rồi nhá. Có sẵn nước và xà bông như này. Đấy, ví dụ như là giày dép các bác này. Đấy, giày dép các bác đang bị bẩn này, các bác lau đi cho em. Đấy, lau đi cho em. Đấy. Cái xà bông nó sẽ thấm vào và nó sẽ sạch luôn nhá. Thì các bác không cần phải dùng qua giặt nữa. Mình giặt thì nó sẽ hỏng giày hỏng dép, nhưng mà mình chỉ cần lau đi nha chị em. Lau đi sau đó thì các bác để là nó khô là nó sẽ sáng bóng luôn nhá. Sáng bóng luôn, nó rất là tiện ích. Đấy. Ví dụ như cái này, các bác lau đi này. Đấy, lau đi là nó sẽ hết luôn nhá. Lau đi nó sẽ hết luôn. Đây nó tẩy cái mực ra này các bác này. Đấy, lau đi, các bác cứ lau đi là nó sẽ hết luôn. Đấy, nó tẩy cái mực ra như này. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là giấy lau giày nhá. Giấy lau giày. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 20.000 cho một bịch như này. 20.000 bịch như này và mua thì sẽ là 50.000 ba bịch nhá. 20k trên bịch như này và 50k trên ba bịch nhá. 50.000 trên ba. Đó. Được, ok. Lên cho bác cái con đèn đeo đầu cảm ứng nhá. Đấy, con này thì cũng rất là tuyệt vời luôn. Đấy, thì các bác bật lên này cho em này và cái chức năng cảm ứng này. Đấy, gạt qua nó tắt này, gạt qua nó sáng này. Gạt qua nó tắt, gạt qua nó sáng này. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Đức nhá, của thương hiệu Germany các bác này. Đó. Đây. Made in Germany nhá. Made in Germany. Hàng của Đức cho các bác luôn và rất chất lượng. Quai đeo như này các bác dùng để đeo lên đầu rất là tiện ích. Có thể tùy chỉnh như này nhá, hàng của Đức và xuất Nhật nhá. Đấy, có cảm biến như này. Đây em sẽ test sản phẩm cho các bác xem, rất là tiện ích luôn nhá. Đó, con này thì dùng rất là ngon và tuyệt vời luôn. Đó. Dùng rất ngon, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Đó. Rất ngon luôn. Đó. Đây nha, lên cho anh em cái con đèn đeo đầu Wi-Fi con này. Con này nó sẽ có cho anh em là điều chỉnh pha như này anh em này. Đấy, điều chỉnh pha và nó rất là giỏi luôn. Pha anh em có thể điều chỉnh to nhỏ tùy theo này. Đấy, có thể điều chỉnh to nhỏ như này, rất là tiện này. Và con này pha của nó cũng rất là giỏi luôn. Đây em sẽ dọi cho anh em xem này. Đấy, con này thì pha của nó khá là giỏi luôn. Đây. Dọi cũng rất là xa anh em nhá. Dọi rất là xa luôn. Và cũng rất là sáng. Và con này nó sẽ có cảm biến tự động cho anh em luôn. Đó, đây ban đêm này anh em này. Đó, dọi rất là sáng luôn. Và có cảm biến cho anh em nhá. Đó, con này dọi rất là sáng luôn. Và có cảm biến, anh em có thể gạt tay qua là nó tắt, gạt tay qua là nó sáng, nó rất tiện ích nhá. Đó, con này thì cũng rất là tiện ích luôn, nhỏ gọn anh em đeo đầu, rất là tiện ích, kiểu ok. Của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là nay bên shop bật hết đi. Nay bên shop về cho bác cái con đèn xanh các bác nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn xanh. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác lấy bút lông. Con này giá sẽ là 260.000 nhá. Đấy, nó sẽ có quai này các bác này. Và đây nó sẽ sử dụng pin năng lượng mặt trời và cả pin sạc luôn. Có kèm cho các bác một cái cáp sạc, về nhà các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình thôi. Tất cả các hàng bây giờ thì nó chỉ có cáp sạc thôi các bác nhá. Đây. Đây là cái cáp sạc của nó này, cáp sạc của nó đây. Về nhà các bác cắm vào đây cho em. Đó, con này thì nó sẽ có chế độ sáng mạnh này, sáng vừa này. Đấy, ánh sáng trắng, sáng vàng và nhấp nháy cảnh báo, có tấm pin năng lượng mặt trời. Con này thì kích thước của nó vào khoảng 20 x 20. Đấy, có cái chống va đập các kiểu này và các cái mắt LED như này. Và con này các bác dùng để ăn cơm, ăn nước hoặc là dùng các công việc đều rất là tiện, tiết kiệm điện và rất là tiện ích nhá. Giá sẽ là 260.000. Con này thì các bác lên cho em là đèn xanh 260.000 nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con đèn đeo đầu cảm ứng này. Thì em lên cho anh em cái con đèn này, nó sẽ là một con siêu sáng cho anh em luôn. Anh em thấy không? Đấy, con này thì
độ sáng của nó thì khỏi bàn rồi anh em này. Đó, đây anh em thấy chưa? Đó, rất sáng luôn. Nó sẽ là con pin năng lượng mặt trời và nó có báo pin anh em này, có báo pin như này. Đó, con này thì cũng có chế độ là ánh sáng trắng này, ánh sáng vàng này và ánh sáng trung tính này. Đó, rất sáng luôn nhá. Đây con này thì ví dụ như em pha lên này, để pha lên nhà anh em này. Đó, rất là sáng luôn nhá. Đó. Thì anh em có thể sử dụng để mình chiến công trình này, ăn cơm ăn nước hoặc là dùng các công việc đều ok hết nhá. Đó, rất sáng luôn. Nó sẽ có cho anh em là ánh sáng trắng này. Đấy, ánh sáng trắng này. Đó, ánh sáng trắng là sáng nhất luôn. Sáng trắng sẽ là sáng nhất thế này. Đó, tiếp theo là ánh sáng vàng này. Tiếp theo là ánh sáng trung tính này. Và có cho anh em là đèn xanh đỏ cảnh báo nhấp nháy này. Rất là tiện ích luôn anh em nhé. Đó, và rất sáng luôn. Đây anh em thấy không? Đây. Đấy, đèn này. Rõ đâu là sáng đấy luôn nhé. Kháng sáng cả một vùng trời luôn anh em thấy không? Rất sáng luôn. Đó, rất sáng luôn anh em nhé. Đây. Đấy, sáng trưng luôn. Anh em có thể treo lên như này. Treo lên như này để mình ăn cơm ăn nước cũng rất là ok nhá. Đó, treo này là mình ăn cơm ăn nước cũng rất là ok này. Rất sáng luôn nhá. Đấy, rọi rõ ngoài vườn luôn anh em này, bắt sâu bắt xiếc này. Đó, rất tiện ích luôn. Đấy, rất ok nhá. Đó. Trên cho bác cái con đèn F1 nhá. Đấy, con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là đèn năng lượng F1. Đấy, con này nó cũng sử dụng năng lượng mặt trời. Đó, có ốc điều khiển nhiếc đầy đủ cho các bác luôn và con này cũng rất là sáng này. Đấy. Nó có chế độ sáng mạnh, sáng vừa và sáng yếu nhá. Và có cảm biến nhá. Tất cả những cái dòng đèn năng lượng này đều có cảm biến hết, tức là ban đêm khi mà có người đi đến thì nó sẽ sáng và người đi qua nó sẽ tắt. Dây cũng dài từ 2 đến 3 mét và các bác có thể để ở các cái vị trí nào tùy chỉnh cho nó phù hợp các bác nhá. Đó, vào đây. Các bác cắm cái phần chân kết nối năng lượng vào đây xem này. Đây cắm đây xem. Đó. Thì con này các bác lên cho em là đèn năng lượng F1 nhá. Đấy, đây. Nó sẽ có 3 chế độ sáng như này. Và ban ngày thì cái này nó sẽ là nó có cảm biến nhá. Đấy, khi mà che đi thì nó sẽ sáng các bác nhá. Đó, ban đêm là nó sẽ sáng. Đấy, nó rất tiện ích như vậy. Thì con này các bác lên cho em là đèn năng lượng F1, đèn năng lượng F1. Lên cho em là đèn năng lượng F1 nhá. Con này sẽ là 130.000. Con này thì các bác lên cho em là đèn năng lượng F1 130.000. Em sẽ test thực tế cho các bác xem luôn. Thì em lên cho anh em cái con đèn đấy anh em thấy không? Đây. Con này thì bên em ký hiệu nó là đèn F1 anh em nhé, rất sáng luôn này. Đấy anh em thấy không? Đây. Đấy, pha của nó khá là rọi và sáng luôn anh em thấy không? Đây. Em rọi này, rất sáng luôn nhá. Ban đêm mà rất là sáng luôn. Đó, thì nó sẽ có cho anh em là chế độ sáng 1 này, sáng 2 này và sáng 3 này. Đấy, đây. Sáng mạnh này. Đấy, chế độ này là sáng mạnh nhất này. Rất sáng anh em nhá, sáng mạnh nhất này, sáng vừa này và sáng 3 này. Đấy anh em thấy không? Đó, rất sáng luôn. Đây. Đấy, chế độ này của nó là sáng nhất ở đây anh em nhá. Khá là sáng luôn, rất tuyệt vời để cho anh em sử dụng này. Đó, đây. Sáng chói luôn anh em nhìn vào ban đêm là rất là sáng này. Đấy, chế độ sáng 2, chế độ sáng 3 này. Đấy. Đầu tiên nó sẽ là sáng 1 này. Đó, đây, anh em thấy không? Đây. Rọi này. Rọi đâu là sáng đấy anh em nhá. Đi đâu là sáng đấy luôn, đi đâu sáng đấy luôn, rất là tiện ích nhá. Đó, rất tiện ích luôn này. Sáng trưng luôn anh em thấy không? Đó, rất ok. Rồi ok anh em. Lên cho bác đó là cái con đèn năng lượng ba cánh nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con đèn như này. Đấy, có thể tùy chỉnh nha. Có thể tùy chỉnh xoay các hướng như này, rất là tiện ích nha. Và con này cũng rất là sáng luôn. Đấy, rất là sáng luôn. Và nó cũng có 3 chế độ sáng nhá. Sáng mạnh, sáng vừa và sáng yếu này. Đó, sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu. Đấy, em sẽ test thực tế cho bác xem luôn. Con này thì giá sẽ là 180.000. Qua lên thì là đèn năng lượng ba cánh 180.000. Đây là cái tấm pin năng lượng của nó này. Dây rất là dài luôn và các bác cắm pin vào đây, cắm pin vào con đèn này cho em. Đó, pin năng lượng ba cánh như này. Và có kèm với các bác là ốc yếc rồi là điều khiển yếc đầy đủ cho các bác luôn. Combo ốc điều khiển pin đèn như này. Đấy, con này thì giá sẽ là 180.000. Đây, rồi em sẽ test sản phẩm thực tế cho các bác xem luôn nhé. Đấy, lên cho em là đèn năng lượng 3 cánh. Đây, dây dài khoảng từ 2 đến 3 mét. Và về nhà các bác cắm vào cho em. Sau đó thì mình đấu nối rồi mình điều chỉnh để ở cái vị trí nào cho nó phù hợp. Đây, em sẽ test trực tiếp cho các bác xem luôn. Đây nha, hôm nay thì em sẽ test cho anh em xem cái con đèn này anh em nhé. Đấy. Đầu tiên nó sẽ là cái con đèn đây. Đấy, con này nó sẽ là con đèn năng lượng 3 cánh anh em này. Đấy, đấy anh em thấy không? Đi đâu là sáng ở đấy luôn anh em nhá. Đấy. Trời đang tối nhưng mà mình đi đâu là sáng trưng đấy anh em này. Đó, anh em thấy không? Đây. Rất sáng luôn nhá. Giá thì rất hợp lý cho anh em rồi. Và con này của nó là dòng siêu sáng luôn. Anh em nhìn trực tiếp là sáng chói mắt luôn anh em nhá. Đây. Đấy, anh em thấy không? Đây. Rất sáng luôn anh em nhá. Đó, rất sáng luôn anh em thấy không? Đó, đây con này nó sẽ là con đèn năng lượng 3 cánh này anh em này. Đó, con này thì nó sẽ có cho anh em là 3 chế độ sáng nhá. Đấy, 3 chế độ sáng cho anh em này. Đây, nó sẽ có cho anh em là sáng mạnh này, sáng vừa này
Đấy, và sáng yếu nhá. Đấy, sáng mạnh này, rất sáng luôn anh em thấy không? Đây, sáng trưng luôn này, sáng vừa này, sáng yếu này. Đó, sáng mạnh nha anh em này. Đấy, đây, chế độ sáng nhất của nó là sáng mạnh như này anh em nhá. Rồi, ok. Tiếp theo thì để xuống đi, không rơi vỡ, để xuống. Nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship cho em mà cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái con sản phẩm đó là cái con đèn ngủ đuổi muỗi nhá. Con này thì chức năng của nó thứ nhất là làm đèn ngủ, thứ hai là có tính năng đuổi muỗi luôn. Đấy, rất là đơn giản, về nhà các bác chỉ việc là cắm vào điện là mình sử dụng thôi. Nó rất là tiện ích nhá. Đấy, cắm trực tiếp điện 220 này cho em này. Đấy. Đây. Thì nó sẽ có chức năng là vừa làm đèn ngủ vừa làm đèn đuổi muỗi nhá. Đấy, vừa làm đèn ngủ làm đèn đuổi muỗi luôn. Con này thì nó sẽ là cảm biến nhá. Ban đêm thì nó với sáng các bác nhá. Ban đêm thì nó với sáng, còn là ban ngày thì nó không sáng đâu. Lưu ý các bác như vậy cho em. Không, về nhà các bác bảo sao lại không thấy đèn ngủ lên thì các bác cắm ban ngày thì nó chỉ lên cái đèn báo như này thôi. Đấy, còn ban đêm thì cảm biến nó sẽ lên thì nó sẽ đèn ngủ nó sẽ sáng nhá. Đấy. Thì lên cho em là đèn ngủ đuổi muỗi. Con này thì giá của nó sẽ là 45.000 cho một con đèn ngủ đuổi muỗi như này. Rất là tiện luôn. Vừa làm đèn ngủ vừa làm đèn đuổi muỗi luôn. Đó. Đèn ngủ đuổi muỗi này, đèn ngủ này. Đó. Đuổi muỗi luôn, có chức năng đuổi muỗi luôn nhá, đuổi muỗi. Giá của nó sẽ là 45k nhá, 45k cho một con đèn ngủ đuổi muỗi như này. Đây em sẽ có cái video thực tế luôn. Đèn ngủ thông minh. Đây là giải pháp hoàn hảo cho giấc ngủ ngon và thoải mái suốt cả đêm. Chỉ cần kết nối và nhấn nút, bạn sẽ được bảo vệ khỏi muỗi suốt 24 giờ đồng hồ. Sản phẩm này có 2 chế độ để lựa chọn và tiêu diệt muỗi ở mọi góc độ, giúp bạn tận hưởng giấc ngủ tuyệt vời mà không phải lo lắng. Đừng để muỗi làm phiền giấc ngủ của bạn, hãy đặt mua đèn đuổi muỗi tích hợp đèn ngủ thông minh ngay hôm nay. Chuẩn bị cho mùa hè đầy muỗi với đèn đuổi muỗi tích hợp đèn ngủ thông minh. Đây là giải pháp hoàn hảo cho giấc ngủ ngon và thoải mái suốt cả đêm. Chỉ cần kết nối và nhấn nút, bạn sẽ được bảo vệ khỏi muỗi suốt 24 giờ đồng hồ. Sản phẩm này có 2 chế độ để lựa chọn và tiêu diệt muỗi ở mọi góc độ, giúp bạn tận hưởng giấc ngủ tuyệt vời mà không phải lo lắng. Đó. Đừng để muỗi làm phiền giấc ngủ. Giá chỉ có 45.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là dòng sản phẩm đó là cái các bác lên đã giúp cho em đó là cái kéo cắt may nhá. Các bác lên cho em là kéo may. Con này thì chiều dài của nó sẽ là vào khoảng là phần lưỡi này thì vào khoảng là 13 cm. Và con này chiều dài tổng thể của nó vào khoảng là hơn 30 cm. Và kích thước của nó là 12 inch. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật đây. Made in Japan con này. Đó, made in Japan. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn đây các bác này. Đấy. Con này dùng để cắt may thì tuyệt vời luôn. Đấy. Bác nào làm thợ may này, làm nghề này, dùng con này rất là chấm hết luôn các bác nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới quý cô bác anh chị cái giá rất là hợp lý rồi. Chỉ có cho các bác là một cái con kéo cắt may như này chỉ có cho các bác là 160.000 thôi nhá. 160.000 cho một con kéo cắt may như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là kéo may nhá. Kéo may, giá của nó sẽ là 160k. Đó. Kéo may này, giá của nó sẽ là 160k cho một con kéo may như này nhá. 160.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là keo dán giày. Đấy, con này thì rất là tiện ích luôn. Giá thì chỉ có 15.000 cho một lọ keo này thôi. Dòng này của nó sẽ là dòng keo tan chậm như này nhá. Keo tan chậm như này thì khi các bác sử dụng thì nó rất là dễ dàng. Đó, keo khô chậm thì các bác sử dụng là không sợ bị dính tay này. Và khi các bác bôi lên như này, đấy, cho bôi vào các cái phần của giày của dép này. Đó, và nó sẽ là khô từ từ và nó bám dính rất là tốt luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái lọ keo dán giày như này. Các bác lên cho em là keo dán giày nhá. Keo giày giá của nó sẽ là keo dán giày này. Keo dán giày. Keo dán giày giá của nó sẽ là 15k cho một lọ keo dán giày nhá. 15.000 cho một lọ keo dán giày. Đó. Đây các bác này. Đấy, nó sẽ là một cái dòng keo siêu dính luôn các bác nhá. Đó. Đây, các bác theo. Đây. Rõ vào này. Giày dép này. Đấy, rất là dính luôn. Cực kỳ là tốt luôn nhá. Đó, các bác bị bong giày, bong dép này. Các cái bề mặt đồ giày đồ da bị bong chốc các bác dán vào cho em rất tuyệt vời luôn. Đó, rất là hữu ích nha và nó khô chậm cho nên là nó rất là dai. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có 15.000 cho một lọ keo dán giày như này thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em là miếng dán thải độc chân nhá, miếng dán thải độc chân. Đó thì một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là một hộp này sẽ có cho các bác là đi đấy, có cho các bác là một hộp này là 50 miếng nhá, 50 miếng. Đó, hàng thì của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Bao gồm cho các bác là 50 miếng dán như này và 50 gói thuốc nhá, 50 gói thuốc. Về nhà các bác cứ thế là mình dán lên cái gan bàn chân cho em. Đấy, lên cho em là miếng dán thải độc chân nhá. Miếng dán thải độc chân giá thì chỉ bằng một bát bún thôi. Thải độc chân
Đấy, mùa đông như này các bác nên dùng rất là tốt luôn, giá chỉ có 40k thôi nhá. Miếng dán thải độc chân 40.000, giá chỉ bằng một bát bún thôi và rất là hữu ích luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho bác xem. Cái này thì khi các bác dán để qua đêm, đấy, dán vào cái gan mặt chân ấy, sau đó mình đi ngủ để qua đêm thì các cái phần độc tố nó sẽ thẩm thấu ra, nó hút ra các bác nhá. Rất nhiều, thành phần chủ yếu là ngải cứu và than tre, với rất nhiều công dụng như lưu thông khí huyết, giảm đau nhức tê bì xương khớp, giúp ngủ ngon, giảm các triệu chứng bị lạnh lòng bàn chân, đào thải các độc tố. Miếng dán không chỉ sử dụng ở chân mà khi mọi người đau mỏi các cơ hoặc là bị lạnh bụng thì mọi người cũng có thể dán vào từng vị trí. Cách sử dụng thì rất là đơn giản, mọi người chỉ cần bóc miếng thải độc ra và dán vào miếng keo rồi dán trực tiếp vào lòng bàn chân. Cứ như vậy và để qua đêm, đến sáng hôm sau thì mình bóc ra thôi ạ. Mỗi hộp là có 50 miếng, dùng cho cả gia đình luôn, già trẻ, gái trai, trẻ em, người lớn đều có thể dùng được nha mọi người. Và như mọi người thấy, đây là cái độc tố sau một đêm em thải ra đấy, trông kinh như mọi người. Khi mà được thải độc tố thì mình đã cảm thấy người rất là khỏe khoắn này, không bị nhức mỏi và rất tự tin hơn trong ngày làm việc mới. Đó, rất là ok các bác nhá. Đấy, giá thì chỉ có 40.000 cho một hộp miếng dán thải độc chân thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái các bác lên mã giúp cho em, đó là cái búa vàng nhá. Đấy thì đây nó sẽ là một con búa vàng như này. Giá thì sẽ là, các bác lên mã giúp cho em, đó là búa vàng nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 60.000. Đấy, nó sẽ làm con búa như này. Chiều dài của nó thì nó sẽ là vào khoảng là 17-18 cm. Đó, tầm đấy, tầm 17-18 cm thì đấy các bác nhá. Đấy, và nó sẽ là một con búa như này. Cái thân búa này thì nó sẽ là bằng ngón tay như này nhá. Bằng ngón tay như này, và con này thì cực kỳ là tiện ích luôn. Giá thì chỉ có 60.000 thôi. Khi các bác xoáy ra thì nó sẽ là một con tô vít như này. Đấy, một con tô vít này rất là tiện luôn. Xoáy tiếp ra nữa thì nó sẽ lại có cho các bác là một cái con tô vít nữa này. Đấy, ở đây nó sẽ có cho các bác một con tô vít nữa này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là thêm hai cái đầu tô vít như này. Hai cái đầu tô vít này rất là tiện luôn này. Đó. Đây. Đấy, nói chung là nó rất là nhiều các cái đầu tô vít luôn, to nhỏ lớn bé đầy đủ cả, các bác cứ thế là mình xoáy ra là mình sử dụng thôi, nó rất là tiện ích nhá, rất tiện ích luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý, chỉ có cho các bác là một cái con búa vàng như này, giá thì chỉ có cho các bác là 60.000 thôi. Đấy, nó sẽ có rất là nhiều tính năng trong một cái con búa như này. Đấy, vừa làm búa để mình có thể là sửa chữa nhẹ nhàng này. Đấy, và có sẵn tô vít, tích hợp tô vít cho các bác luôn để mình sử dụng luôn. Lên cho em là búa vàng, giá của nó sẽ là 60k nhá. Đấy, các bác lên cho em là búa vàng này, búa vàng. Búa vàng giá của nó sẽ là 60k trong con búa vàng như này nhá, 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái búa nhá, thì nó sẽ có cho các bác là búa A1 này. Đấy, con này sẽ là búa A1 như này. Đó, búa A1 thì lên cho em là búa A1 bé nhá. A1 bé, con này thì sẽ là búa A1 bé, giá sẽ là 80.000 nhá, 80.000. Đấy, búa A1 này, giá sẽ là 80k cho một con búa A1 như này. Con này thì chiều dài của nó vào khoảng là 25 cm và nặng khoảng 3 lạng. Con này có chức năng cả đóng cả nhổ đinh luôn. Tiếp theo là con búa A2 to. Hàng thì đều là hàng của thương hiệu Asahi của Nhật đây. Đấy, Asahi như này. Đó, rất là ngon các bác luôn. Đó. Con to này thì cũng là cán bằng thép, bọc nhựa, có chức năng đóng và nhổ đinh và sử dụng như một cái búa bình thường. Con này lên trên là búa A2, giá sẽ là 130k nhá. Con búa A2 này là búa to, nặng khoảng 6-7 lạng, nặng 6-7 lạng, dùng cực kỳ là ngon luôn. Đó, đây, rất là ngon như này nhá. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn, chỉ có cho các bác là, các bác lên cho em là búa A2 to nhá. Búa A2 to giá sẽ là 130.000, A1 nhỏ là 80.000 các bác nhá. Đấy, các bác muốn lấy búa nào thì lấy. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop cập nhật các cái mẫu hàng Tết về la liệt để gửi tới các bác luôn. Đó, thì hôm nay bên shop về cho các bác các cái mẫu khay mứt Tết rất là đẹp. Thì bên shop về sẽ có 3 mẫu chủ đạo để gửi tới các bác nhé. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc bom hàng. Em sẽ đi vào chi tiết luôn. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhé. Đó, cầm bỏ tranh ghi ghế này. Bên em thì ship quốc toàn quốc, ship code toàn quốc. Các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. Đó. Và em lên cho các bác các cái mẫu khay mứt Tết của bên em thì bên em sẽ chia ra làm các cái mẫu theo kiểu là K1, K2, K3. Đó, thì con mẫu này đầu tiên nó sẽ là con mẫu K1 này. Đấy, con này thì các bác cứ xoay này, nhấp vào là nó nhấp xuống, xoay này nó sẽ vào này. Đấy, mở lên nó sẽ ra này. Đấy, nhấp xuống như này xoay phát nó vào luôn. Rất ngon nhá. Đó, nhấp xuống này trước. Đấy, khi các bác mở ra nhá, lưu ý các bác khi mở ra này. Mở ra thì nó sẽ khóa lẫy này, thì các bác nhấp xuống này cho em, sau đó sập phát là nó vào luôn. Đấy, mở ra thì bình thường, còn khi cho xuống thì ấn cái này xuống trước này, sau đó thì mình sập lẫy vào này. Rất là ngon nhá. Con này của nó thì nó sẽ có cho các bác là 1 2 3 4 5 ngăn bên trên và 5 ngăn bên dưới, tổng nó sẽ có là 10 ngăn. Đấy, rất là ngon lành cho bác luôn.
Thì con này anh em các bác lên mã giúp cho em, đó là khay K1 nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100 mấy mình nhỉ? 26. Các bác lên cho em là khay K1 nhá. Khay K1 giá nó sẽ là 160k nhá. 160.000 chứ còn khay K1 như này. Con này thì các bác lên cho em là K1 giá sẽ là 160k. Đó. Rất là ngon lành các bác này. Đấy, rất ngon lành cho bác luôn. Nó sẽ có 5 ngăn bên trên, 5 ngăn bên dưới nhá. Đấy. Con này thì lên mã giúp cho em đó là khay K1. Giá của nó sẽ là 160.000. Đó, 160.000. Lên cho em là khay K1 nhá. 160k này. 160.000 cho con khay K1 như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái mã khay mới, đó là cái mẫu K2 nhá. Con này thì các bác lên cho em là mẫu K2. Đấy, mẫu K2 con này thì cũng rất là đẹp luôn. Đấy, con này thì các bác sập lẫy bằng tay vào như này. Đấy. Và nó cũng có cho các bác là 1 2 3 4 5 6 ngăn. 6 ngăn rất là to luôn, 6 ngăn rất là to luôn các bác nhá. Đấy. Khi các bác mở thì các bác nhấn này là nó sẽ mở ra này. Đấy, nhấn này cho em là nó sẽ mở ra. Đó thì các bác sẽ nhấn như này hoặc là nhấn lần lượt này nó sẽ mở ra coi nhá. Đấy. Nhấn này cái lẫy này nó sẽ mở ra này. Đấy. Cái này thì nó sẽ là bằng lò xo nên các bác nhấn lẫy này là nó sẽ mở ra cho em. Đấy, nó rất là tiện ích và nó sẽ có cho các bác là 1 2 3 4 5 6 ngăn như này, 6 ngăn như này các bác nhá. Đấy. Con này thì khá là sâu luôn, cái ngăn này của nó là nó có 6 ngăn thôi nhưng rất là sâu nhá. Rất là sâu ngăn và có thêm một ngăn bên trên nữa là 7 ngăn. Đó, có sẽ có một cái ngăn nhỏ trên này. Đấy là 7 ngăn các bác nhá, rất là tiện ích luôn. Đấy, màu sắc rất là đẹp, màu hồng rất là đẹp, đúng không khí ngày Tết luôn. Con này thì các bác lên cho em là khay K2 nhá. Con này thì giá siêu tốt cho bác luôn. Đó, lên cho em là khay K2 này. Đó, khay K2. Giá của nó chỉ có cho các bác là 95k thôi nhá. 95.000 cho con khay K2 như này. Giá sẽ là 95k. Con này thì rất là chắc chắn, bền đẹp. Con này thì nó bằng lẫy tay như này thì các bác yên tâm, không bao giờ lo bị hỏng hóc nhá. Đấy, rất là chắc chắn cho các bác luôn. Đây và nó sẽ có một cái nắp bên trên như này. Đấy. Thì nó sẽ có 6 ngăn tất cả, thì lên cho em là khay K2 nhá. K2 giá của nó sẽ là 95k nhá. 95.000 cho một cái khay K2 như này. Rất vừa vặn và xinh xắn cho các bác luôn. Đấy. Các bác chỉ cần nhấp như này là nó sẽ bật ra này. Đấy, nhấp này. Nhấp này cho em là nó sẽ bật ra thôi. Đó, các bác nhấp này cho em. Nhấp đẩy tay một chút nhá. Đấy, nó có cái lẫy ở đây. Nó có cái lẫy cá ở đây cho nên khi các bác nhấp thì nhấp đẩy tay một chút là nó sẽ bật ra. Đấy, nhấp đẩy tay một chút nhá. Nhấp mạnh một chút là nó sẽ bật ra thôi. Đấy đây các bác này. Đấy. Đẩy vào này, nhấp mạnh một chút nó sẽ bật ra này. Đấy. Rất là tiện ích các bác nhá, rất tiện ích luôn. Và con này thì nó đậy kín như này thì khi các bác để thì không sợ bị ruồi, muỗi, kiến, rán rồi mất vệ sinh các bác nhá. Đấy. Khi các bác mở thì các bác nhấp đẩy tay cho em. Đấy, nhấp ở trên này hoặc là các bác nhấp trực tiếp vào đây nhá. Nhấp trực tiếp vào đây là cái lò xo này nó sẽ bật ra. Đấy, nó sẽ bật ra cho các bác nhá. Nhấp đẩy tay một chút là nó sẽ bật ra thôi các bác nhá. Đấy, đây thì nó sẽ có cho các bác một cái hệ thống lò xo. Đấy, có lò xo ở đây. Đấy, cho nên là khi các bác dùng thì mình lưu ý giúp cho em. Đấy, có 6 ngăn bên ngoài và một ngăn bên trong là 7 ngăn. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái khay, một cái khay rất là đẹp đây. Các bác lên cho em cái khay này thì các bác lên cho em là khay K3 nhá, khay K3. Đó thì hoặc là lên cho em cái khay này nó sẽ là khay sen đi. Khay sen đi cho nó dễ. Đó, tại vì là nhiều ca quá thì các bác lại không nhớ được. Cái này thì nó sẽ là khay 2 tầng hình bông sen này, rất là đẹp và có thể xoay tròn như này nhá. Đấy thì lên cho em là khay sen vàng nhá, khay sen vàng. Đấy, nó sẽ là bằng nhựa và mạ vàng rất là đẹp như này. Thì lên cho em là khay sen vàng. Con này thì giá cũng rất hợp lý nhá, chỉ có cho các bác là 150.000 thôi, 150.000 cho con khay sen vàng như này. Lên mã giúp cho em đó là khay sen vàng này. Khay sen vàng giá của nó sẽ là 150k nhá. 150.000 cho con khay sen vàng như này. Đó, con này của nó thì bỏ trong cái hộp vào đây. Hàng khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là hàng rời nhá, lấy cái đẹp ấy. Khi các bác nhận được hàng thì lấy cái hộp đẹp ấy. Đây. Chán quá. Nó sẽ là hàng nguyên trong hộp như này các bác này, nguyên trong hộp như này và nó sẽ rời hết nhá, rời hết các bộ phận. Đó, chứ nó không có lắp nguyên như này đâu. Và nó sẽ rời hết các bộ phận như này. Và trong hộp thì nó sẽ đầy đủ trọn bộ cho các bác và có cả giấy hướng dẫn nhá. Đấy, có cả giấy hướng dẫn đây các bác này. Đây. Đấy. Về nhà thì các bác cứ lắp đặt từng bộ phận một theo giấy hướng dẫn này cho em. Đấy, có cả mã QR các bác này. Các bác lên các bác quét cái mã QR này là nó sẽ ra có cả video hướng dẫn luôn. Hoặc các bác lên TikTok hoặc lên YouTube các bác gõ là cách lắp khay mứt sen nhá, khay mứt sen là nó sẽ ra. Đó, khay mứt sen vàng là nó sẽ ra. Và con này thì giá thì chỉ có cho các bác là 150.000 thôi. Đây, đấy các cái bộ phận này, các cái chi tiết lắp này, 1 này, đấy, 2 3 các thứ này. Đây, người ta hướng dẫn rất là chi tiết này, có cả tiếng Anh luôn nhá. Hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Đó. Và cái giá thì chỉ có cho các bác là 150.000 thôi. Khi bên em gửi đến cho các bác thì nó sẽ là hàng rời như này nhá. Hàng rời trong hộp như này. Đấy, về nhà thì các bác về nhà thì các bác tự các bác lắp vào giúp cho em nhá. Lắp vào giúp cho em. Giá thì chỉ có cho các bác là 100
50.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là khay sen vàng nhá, khay sen vàng giá sẽ là 150.000. Rồi ok. Chào các bác nhá. Đấy, hôm nay thì bên Phạm Huấn lại tiếp tục cập nhật các mã hàng thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Em sẽ đi vào chi tiết luôn. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, các bác cứ mua đủ 200 là ok. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái sách quý song ngữ nhá. Các bác lên cho em là sách nói. Con này thì giá của nó sẽ là 100k cho một con sách nói như này. Về nhà các bác mua cái pin con thỏ nhỏ đấy, nó sẽ là sử dụng 3 viên pin con thỏ nhỏ, về nhà các bác lắp vào cho em là mình sử dụng thôi. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là các cái trang với các cái chủ đề như này các bác nhá. Đó, các trang các chủ đề như này. Đấy, chủ đề toán học, chủ đề về thực phẩm này, cây cối này, đồ dùng hoa quả trái cây, xe cộ các thứ luôn. Và nó sẽ có song ngữ cho các bác luôn, cả tiếng Anh cả tiếng Việt. Về nhà các bác mua pin lắp vào là mình sử dụng thôi, để cho các em nó vui chơi và sáng tạo các bác nhá. Giá thì sẽ là 100.000. Lên mã giúp em đó là sách nói, giá sẽ là 100k. Đây là một cái dòng sách điện tử rất là hay luôn, để cho các em nó vui chơi, sáng tạo, rất là thoải mái các bác nhá. Lên cho em là sách nói này. Sách nói, giá của nó sẽ là 100k một quyển. 100.000 các bác này. Thích hợp để ba mẹ bắt đầu dạy cho bé. Sách song ngữ điện tử Anh Việt với 24 trang gồm nhiều chủ đề khác nhau trong cuộc sống như chữ cái, số học, dạy bé phân biệt các sự vật quanh mình. Sách được thiết kế chuẩn theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Giọng đọc Anh Việt chuẩn phiên âm bản xứ. Thêm tính năng kể chuyện, phát nhạc thiếu nhi, hình ảnh minh họa sinh động, mới vừa chơi vừa học, việc học trở nên thú vị và chủ động hơn. Hãy giúp con phát triển toàn diện từ sớm ba mẹ nhé. Em trai, chị gái. Đấy, rất nhiều ngôn ngữ với các cái chủ đề khác nhau các bác nhá. Giá thì chỉ có 100.000 thôi. Ngoài ra thì bên shop tiếp tục về cho bác sản phẩm đó là cái máy đọc thẻ nhá. Con này thì nó cũng là dòng song ngữ cả tiếng Anh cả tiếng Việt, và cái này thì nó cũng có các chủ đề giống như quyển sách nói kia, nhưng mà nó lại thuộc dòng là thẻ như này, thì để cho các em nó vui chơi sáng tạo và cũng là tìm ra những cái phần nào mình yêu thích đi các bác này. Đấy, nó sẽ có là 112 thẻ với các cái chủ đề khác nhau nhá. Bố mẹ ông bà này, quần áo này, cây cối này, động vật khủng long này, xe cộ này các bác này. Đấy, đây thì em sẽ test thử cho các bác xem. Các bác về các bác bật nguồn lên cho em này, bật nguồn này lên này. Đấy. Sau đó thì bắt đầu này, đấy đút vào này. Đó. Rất là nhiều chủ đề khác nhau các bác nhá. Đây, tàu hỏa này. Xe lửa. Train. Đấy, có cả tiếng động luôn các bác nhá. Đó, rất là tiện ích luôn. Đây. Xe tưới nước. Watering cart. Đó, rất là nhiều các cái chủ đề các bác nhá. Rất nhiều các cái chủ đề và song ngữ luôn. Xe cảnh sát. Police car. Đấy, có cả còi hú các thứ luôn, rất là chuyên nghiệp các bác này. Đấy, xe cứu thương này. Xe cứu thương. Ambulance. Đó thì cái này thì nó sẽ là thuộc dạng là máy đọc thẻ. Các em sẽ chọn các cái mẫu thẻ mình thích và thỏa sức sáng tạo. Và mình đây, nó sẽ có 112 thẻ với các cái chủ đề khác nhau. Tha hồ vui chơi sáng tạo thoải mái cho các em nó. Cái này có thể chơi nhiều bé một lúc được, nó rất là tiện ích. Giá thì sẽ là 95.000 nhá. 95k cho một con máy đọc thẻ như này. Có lên cho em là máy đọc thẻ, giá sẽ là 95k nhá. Rất tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là máy đọc thẻ này. Máy đọc thẻ, giá của nó sẽ là 95k. Còn cái kia nó là sách nói nhá, giá sẽ là 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sạc. Các bác lên mã giúp cho em đó là sạc béo nhá. Đấy, sạc béo. Thì ở đây nó sẽ là một con sạc như này. Kèm thêm cho các bác là sẽ có cho các bác là 3 đầu nhá. Và có đèn báo cho các bác luôn. Có đèn báo ở đầu này, nó sẽ có đèn báo nhá. Về nhà các bác cắm vào mình sạc thôi. Rất là tiện ích. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Chỉ có cho các bác là 50.000 cho một cái sạc béo nha. Đấy, con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là sạc béo. Giá sẽ là 50k nhá. Sạc béo. Giá của nó sẽ là 50k một chiếc như này. Dài thì tầm khoảng 1 mét nhá. Dài khoảng 1 mét các bác. Đấy, chiều dài của nó thì khoảng 1 mét. Từ 90cm đến 1 mét. Dây của nó thì khá là to luôn, mà thuộc dạng là dây cao su mềm. Rất là chắc chắn các bác này. Đó, rất chắc chắn luôn. Đầu thì có báo đèn và có 3 loại chân Samsung, iPhone, Type-C, rất tiện ích luôn. Giá chỉ có 50.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là kéo hộp đỏ nhé. Đấy,
một cái kéo đựng trong cái hộp màu đỏ như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là kéo hộp đỏ. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một cái kéo hộp đỏ như này. Giá của nó sẽ là 160.000 cho một cái kéo hộp đỏ như này nhá. 160k. Đấy. Con này các bác dùng để chuyên để cắt cây, cắt cành này. Đấy, cắt cây, cắt cành tỉa răm rất là ngon luôn. Kéo bền đẹp chắc chắn nhá. Hàng thì của nó sẽ là hàng thép này. Thép. Đấy, hàng của Nhật đây, made in Japan này, thép như này. Và hàng đúc liền thân nhá, rất chất lượng cho các bác luôn. Đây, đúc liền thân ốp gỗ như này. Hàng rất cao cấp các nhá, hàng rất cao cấp. Thép không gì, cực kỳ chất lượng luôn. Đây, cắt rất là ngon quá này. Đấy, cắt rất là ngon luôn các bác thấy không? Đây, cắt rất ngon quá này. Đấy, cắt rất ngon luôn các bác nhá. Đó, các bác thấy không? Cắt cây tỉa cành các thứ. Đấy, cắt cây tỉa dành, tỉa răm các thứ rất là ngon luôn nhá. Đấy, các bác thấy không? Giá thì sẽ là 160.000. Lên mã giúp cho em đó là kéo hộp đỏ nhá. Đấy, nó đựng trong cái hộp màu đỏ như này. Lên cho em là kéo hộp đỏ này. Kéo hộp đỏ giá sẽ là 160k. 160k cho một con kéo hộp đỏ như này. Giá rất hợp lý cho bác luôn, 160.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái bộ khẩu 12 chi tiết này. Đây nó sẽ là một cái bộ khẩu như này, bao gồm cho các bác là 12 chi tiết nhá, 12 chi tiết. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Nhật và bên em thanh lý được trong các hệ thống siêu thị mới tinh, chưa qua sử dụng. Hàng siêu đẹp, siêu chất cho các bác luôn. Các bác chả đi đâu mà mua được, ra cửa hàng mà mua được một cái hàng sản phẩm chất lượng như này mà giá hợp lý như này các bác nhá. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 10 đầu khẩu từ 8 đến 24, một tay công và một tay nối dài. Đây, các bác có thể sử dụng trực tiếp như này, rất là tiện này các bác này. Đấy, các bác có thể cho trực tiếp như này cho em. Đấy. Cho trực tiếp như này các bác nhá. Đấy, hoặc là các bác có thể dùng qua cái tay nối dài. Con này thì nó sẽ là một cái tay công loại cỡ lớn nhá, có đảo chiều cho các bác luôn. Có xoáy nhanh, có đảo chiều này. Các bác không dùng trực tiếp thì mình có thể dùng qua cái con nối dài này cho em này. Đấy, qua con nối dài này cũng rất là ok luôn. Đấy các bác nhá. Đó, dùng qua con nối dài này cho em. Đó, đây, qua con nối dài này rất là tiện này. Giá thì chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. Lên mã giúp cho em nó là bộ khẩu 12 chi tiết nhá. Đấy. Bộ này thì sẽ có cho các bác là 12 chi tiết. Bao gồm là 10 đầu khẩu, một tay công và một tay nối dài. 10 đầu khẩu này, một tay công và một tay nối dài như này. Đấy, bộ khẩu 12 nhá. Lên xem là bộ khẩu 12. Bộ khẩu 12 này. Bộ khẩu 12. Khẩu 12 giá của nó sẽ là 160k nhá. 160.000 cho cái bộ khẩu 12 này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là con máy thổi bụi điện nhá, thổi bụi bằng điện. Con này thì nó sử dụng bằng điện và rất là khỏe luôn. Con này thì nó là cả chức năng là cả hút cả thổi luôn. Đấy, đầu tiên là chức năng thổi này, thổi các bác lắp vào đây cho em. Thổi cực kỳ là mạnh luôn. Con này thì sử dụng điện 220V nhá, điện 220V. Và nó thổi rất là mạnh luôn, công suất của nó thì khoảng 700W nhá, thổi rất mạnh luôn các bác này. Các bác thấy không? Đấy. Đấy, thổi này, tao xem nó thổi này. Thổi kinh khủng luôn các bác này. Đấy. Đấy, khủng khiếp luôn. Các bác thấy chưa? Thổi này. Các bác thấy không? Đây, đấy. Cho cái túi bóng này thổi thử cho bác xem nha các bác này. Đấy. Thổi rách túi bóng luôn các bác này. Đấy. Thùng túi bóng luôn rồi nhá. Ngoài chức năng thổi thì nó sẽ có chức năng là hút này. Hút thì các bác đảo qua chiều này cho em. Đấy, đảo chiều này cho em là nó sẽ chuyển sang hút này. Đấy, đảo cái này là chuyển sang hút nhá. Đây. Hút rất là mạnh rồi các bác này. Đấy. Hút này. Hút rất là mạnh rồi các bác này. Đấy, thì hút thì nó sẽ có cho các bác là cái phần cái ấy như này. Cái phần cái đầu này các bác lắp vào đây cho em này. Hút bụi, hút rác này. Con này các bác chuyên dùng để mình thổi bụi thì cực kỳ là ok luôn. Công suất của nó thì khoảng 700W nhé. Con này thì rất là mạnh luôn. Chuyên để hút thổi bụi. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có... Các bác lên cho em là hút thổi bụi điện nhá. Hút thổi bụi này. Đấy, thổi bụi. Chạy bằng điện nhá. Chạy bằng điện. Giá sẽ là 260 cành nhá. 260.000 cho con hút thổi bụi điện như này. Rồi ok. Cảm nó đi. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Chào các bác, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra công ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200 cành trở lên bên em sẽ bao ship. Mã đầu tiên hôm nay bên shop về cho bác đó là cái nồi cơm nhá, thì nó sẽ có cho các bác là hai mẫu, nồi của Cúc Cu và nồi của Sáp. Thì nồi của Sáp thì nó sẽ là hàng sản xuất ở Thái Lan và nồi Cúc Cu thì nó sẽ là hàng sản xuất của Hàn Quốc nhá, nồi Cúc Cu của Hàn Quốc. Thì đầu tiên em lên cho bác cái nồi của Sáp trước qua này. Đấy. Đơn hàng từ 200 cành trở lên bên em sẽ bao ship, các bác cứ mua đủ 200.000 là được bao ship thôi, nó đơn giản với tôi các bác nhá. Đấy, thì đây nó sẽ là một cái nồi của Sáp này. Đấy, nồi của Sáp các bác nhá. Đó, nồi của Sáp đây. Và rất chất lượng cho các bác luôn. Con nồi của Sáp này thì đây là cái vỏ của nó này. Đấy. Của nó sẽ là
900W này, 900W sử dụng là điện 220V, công suất của nó là 1,8 lít nhá. 1,8 lít. Hàng thì nó sẽ là hàng của Sáp nhá, hàng của Sáp. Rất chất lượng cho các bác luôn. Đó, rất chất lượng cho các bác luôn. Ở đây thì giá của nó sẽ là, các bác lên cho em là nồi Sáp nhá. Giá của nó sẽ là 500.000 và bao ship này. Đấy, lên cho em là nồi cơm Sáp nhá. Nồi cơm Sáp này, giá của nó sẽ là 500k nhá. 500k và bao ship tận nhà cho bác luôn. 500.000 trong con nồi cơm như này. Bao ship đến tận nhà, các bác có thể là nhận hàng, kiểm tra và thanh toán giúp cho em. Thì sản phẩm nó sẽ là một cái mẫu nồi, nồi như này. Và màu của nó sẽ là màu đen nhá. Màu của nó là màu đen. Đây. Đấy, đây các bạn này. À, 900W 1.8 sử dụng điện 220V. Màu là màu đen nhá. Rất là đẹp các bác này. Các bác nhấn lấy ra cho em này, mở ra này. Ở trong thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái khay như này. Một cái khay hấp này. Một khay hấp này. Tiếp theo là đến cho các bác là một cái môi này, một cái môi rất là đẹp luôn. Con này thì rất là đẹp, môi rất là đẹp nhá, cứng cáp và chống dính nhá. Tiếp theo là một cái ô đong gạo này, một ô đong gạo này. Tiếp theo nữa là cái dây cắm này, dây cắm nguồn này. Đấy, rồi nó sẽ là một con mâm rất là dày luôn nhá. Dày cong cong này các bác này. Đấy. Khá là dày luôn, dày cong cong này các bác này. Đấy. Con này các bác nấu cơm thì cực kỳ là ngon luôn nhá. Đấy, nồi của nó là sẽ thuộc dạng là nồi kiểu nồi niêu như này. Nồi niêu ôm vòm như này thì giữ nhiệt tốt này, giữ nhiệt tốt. Mâm thì rất là dày luôn. Đấy. Nồi bằng nhôm nhá. Nồi bằng nhôm rất là dày luôn. Và mâm của nó cũng khá là chắc chắn và dày dẫn nhá. Đấy, mâm khá chắc chắn dày dẫn này. Mâm của nó là khá chắc chắn và dày dẫn cho các bác luôn. Đấy. Và của nó là dòng quai sách như này thì các bác yên tâm sử dụng nhá. Quai sách này. Hàng thương hiệu Sáp này. Đấy, hàng thương hiệu Sáp nhá. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Các bác chỉ cần kéo lẫy này cho em là xong này. Kéo lẫy này là xong. Đó, nồi của Sáp rất là ngon lành như này, hàng có thương hiệu. Đây, mở nắp ra các bác này. Đấy. Giòn riếc cực kỳ là ngon luôn. Khi dùng thì chỉ cần nhấn lẫy này cho em là xong. Đó, chín thì nó sẽ dơ le, nó sẽ tự nảy nhá. Đó. Dung tích của nó thì sẽ là 1.8 lít nhá, 1.8 lít. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý thôi. Lên mã giúp cho em đó là nồi cơm Sáp nhá, nồi cơm Sáp. Giá của nó sẽ là 500.000. 500.000 cho một em nồi cơm Sáp như này. Rất là ngon lành, hành đào cho các bác sử dụng để mình nấu nướng trong sinh hoạt hàng ngày nhá. Đấy, lên cho em là nồi cơm Sáp. Vỏ của nó thì bằng nhựa ABS nhá, bằng nhựa ABS, giữ nhiệt tốt và rất là bền chắc chắn cho bác luôn. Màu đen. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu nồi Cúc-cu nhá. Hàng thương hiệu Cúc-cu. Và hàng này thì nó sẽ là sản xuất tại Hàn Quốc nhá. Made in Korea này. Đấy, made in Korea, hàng sản xuất tại Hàn Quốc. Đấy, và con này thì nó sẽ là 1.8 lít nhá, 1,8 lít này. Đấy, nó cũng giống như con nồi ấy thôi, giống như con nồi cúc của nồi Sáp thôi. Đấy, nhưng mà dòng này thì nó sẽ là nồi của Cúc-cu nhá, nồi của Cúc-cu. Đó, và cũng là dòng lẫy đóng ngắt này các bác này, lẫy đóng ngắt thế này. Rất đẹp cho các bác luôn, hàng của thương hiệu Cúc-cu của Hàn Quốc nhá. Sản xuất tại Hàn Quốc, cũng sử dụng điện 220V. Đấy, ở đây mâm miếc của nó cũng khá là dày luôn. Con này mâm rất là dày và con này thì nó sẽ không có cái đây, rất là dày các bác này. Đấy. Rất là dày luôn. Rất dày nhá. Đấy, tiếng kêu của nó rất là đã luôn, cũng có môi nhá. Con này thì nó sẽ không có khay hấp đâu. Đấy, con nồi của thằng Cúc-cu này thì không có khay hấp nhá. Và khá là dày dẫn luôn, mâm cũng rất là ôm như này các bác này. Đấy, mâm rất là ôm. Đấy, nói chung là cũng là khá là dày dẫn và đẹp. Và cũng như cái mẫu bên kia, đấy, mẫu của Sáp, nhưng mà nó hàng này thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc nhá. Còn con Sáp thì nó sẽ là nồi của Nhật. Đấy, nồi của Nhật, còn con này thì của Hàn Quốc. Cũng quai sách, quai đeo như này, rất đẹp cho các bác luôn. Đây, Korea các bác này. Đấy, Korea nhá, rất chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã cho em là nồi cơm Cúc-cu nhá. Đấy, nồi cơm Cúc-cu. Giá của nó sẽ là 500.000. Đấy, 500.000. Nồi Sáp thì sẽ là nồi Sáp là 500, còn nồi Cúc-cu. Lên cho em là nồi Cúc-cu nhá. Nồi Cúc-cu này. Nồi Cúc-cu giá của nó sẽ là 495k nhá. 495k cho con nồi Cúc-cu. Đấy, còn con nồi Sáp thì giá của nó sẽ là 500.000. Đấy, 500.000. Hai con này thì chỉ lệch nhau có 5.000 thôi. Thì các bác lấy con nào thì lấy các bác nhá. Đó, con nồi của Sáp đây. Qua lên cho em là nồi của Sáp nhá. Nồi Sáp thì sẽ là 500 và nồi Cúc-cu này thì sẽ là 495.000 các bác nhá. 495.000. Đó, thì các bác muốn lấy mã nào thì lấy. Theo đó là hôm nay bên shop về cho bác cái lô dây điện vàng nhá. Các bác lên cho em là dây điện vàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Lô này về thì cái kích thước của nó chiều dài thì sẽ là từ 20 đến 30 mét nhá. Hàng về theo lô và cái giá thì rất là tốt cho các bác rồi. Đấy. Đợt này thì hàng về cho bác giá chỉ còn là 190.000 thôi. 190.000 cho một cuộn dây điện như này. Đấy, hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Hàng của Nhật nhá. Dây của nó thì nó sẽ là dây 1.5 nhá, dây 1.5 và dây siêu mềm luôn, dây 1.5, dây siêu mềm.
chiều dài của nó thì nó sẽ là từ 20 đến 30 mét, hàng về tùy theo lô. Đấy, hàng về tùy theo lô và từ 20 đến 30 mét. Và giá thì sẽ là 190 nghìn nhá. Lên mã giúp cho em đó là dây điện vàng. Dây điện vàng này. Dây điện vàng. Lõi là 1,5 ly nhá, 1,5 ly. Chiều dài thì từ 20 đến 30 mét, hàng về tùy theo lô. Giá sẽ là 190k nhá, 190 nghìn. Đó, 190 nghìn cho một quặng dây điện vàng như này thôi. Đấy. Đầu kết nối của nó thì có đèn báo này, có đèn báo nhá. Đấy, và có 5 ổ cắm luôn, có 5 ổ cắm như này. Đấy, phần kết nối thì đều bằng đồng hết nhá. Giá rất hợp lý, chỉ có cho các bác là đây, đầu ổ cắm đây. Giá chỉ có cho các bác là 190 nghìn thôi, 190 nghìn cho một quặng dây điện vàng như này. Giá rất hợp lý luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái dây câu bình nhá. Các bác lên cho em là dây câu bình thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là hai dây, một dây màu đen, một dây màu đỏ. Các cái phần kết nối này đều là bằng ấy hết này, đều bằng đồng hết này, bằng đồng kẹp cực kỳ chặt luôn, kẹp rất là chặt các bác nhá. Thì các bác kết nối nó không bị mo ve. Và chiều dài thì từ 2 đến 3 mét, từ 2 đến 3 mét. Đó, đựng trong một cái túi như này, rất chất lượng cho các bác luôn. Và các bác có thể mua để bỏ lên ô tô, mình đề phòng khi mà ô tô bị hết ắp quy nhá, hết ắp quy thì các bác có thể câu từ xe nọ sang xe kia. Lên cho em là dây câu bình nhá, dây câu bình. Đấy, dây câu bình giá thì chỉ có cho bác là 180k thôi. 180 nghìn cho một cái sợi dây câu bình như này, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là các cái mẫu dép đi trong nhà nhá. Đấy, dép đi trong nhà đây. Các bác lên cho em là dép đi trong nhà. Đấy, thì cái này nó sẽ là free size, nam nữ đều đi được hết, màu nào cũng ok hết nhá. Và giá thì chỉ có 35.000 cho một đôi dép đi trong nhà này thôi. Đấy, đế lót nhung này, đế lót nhung và bằng cao su. Cao su có dập phân chống trơn trượt nhá. Đấy, hàng của thương hiệu Taniru U này. Đấy. Hàng rất đẹp và rất chất lượng cho các bác luôn. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng nhá. Và cái giá thì sẽ là 35.000. 35.000 cho một con dép đi trong nhà như này. Bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy, dép đi trong nhà nam nữ đều đi được cả, thế nên là các bác yên tâm. Đó, lên cho em là dép trong nhà nhá. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng vải này. Đấy, đi mùa đông thì rất là tuyệt vời luôn, ấm chân và rất là sạch sẽ nhá, nhẹ nhàng, sạch sẽ, siêu nhẹ luôn. Giá chỉ có 35k thôi. Lên cho em là dép đi trong nhà nhá. Giá sẽ là 35.000, rất tiện ích luôn. Đấy, các bác có thể mua về cho cả nhà mỗi người một đôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái cốc tự khuấy nhá. Giá sẽ là 90.000. Về nhà thì các bác lắp pin vào cho em là mình sử dụng thôi. Đấy, nó sẽ sử dụng một cái dòng pin con thỏ loại nhỏ đây. Các bác lắp vào đít này cho em. Đấy, lắp vào đít này cho em. Đó. Lắp vào đít này là mình sử dụng nhá. Đấy, các bác tháo cái gioăng cao su này ra, lắp pin vào đít này cho em là mình sử dụng thôi. Đấy, và ở đây nó sẽ có cái hạt nam châm từ trường này. Các bác bỏ vào là nó sẽ đẩy vào giữa này và nó sẽ tự quay nhá. Đấy, có pin vào, lắp pin vào nó tự quay thôi. Lên cho em là cốc tự khuấy nhá. Các bác dùng để pha cà phê, pha ngũ cốc, pha các loại hạt cũng rất là ok. Cốc tự khuấy nhá. Cốc tự khuấy này. Cốc tự khuấy giá của nó sẽ là 90k nhá, 90k cho con cốc tự khuấy như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây. Thì với 100 canh có ngay một bát canh nóng hổi dầu vitamin protein. Đấy, các bác thấy không? Đấy. Đấy, các bác thấy không? Nó khuấy rất là ngon luôn. Dậy sớm làm bữa trưa nữa, chỉ với 100 canh có ngay một bát canh nóng hổi dầu vitamin protein. Rất là tuyệt vời đó nhá. Đó, để khuấy cà phê rồi các loại khác rất là ngon luôn. Lên cho em là cốc tự khuấy. Giá thì chỉ có 90.000 thôi. Ở đây họ đang bán 100.000 thôi nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái cái này thì giá sẽ là 140.000 và các bác lên cho em là bộ 5 cái nồi nhá. Bộ 5 nồi như này. Giá chỉ có 140.000 thôi. 140.000 mà các bác nhận được tới là 5 cái nồi liền. Đấy. Dòng này của nó thì nó sẽ là vừa phải thôi, không quá dày đâu. Đấy, không dày cũng không mỏng, nói chung là vừa phải. Thì nó sẽ là nồi nào vung đấy như này, nồi nào vung đấy như này các bác này. Rất là tiện ích luôn, các bác có thể dùng để mình đựng đồ ăn sống, đồ ăn chín đều ok hết nhá. Cái này thì em chỉ khuyến khích các bác là để đựng thực phẩm, đựng thức ăn thôi. Đấy, đựng thực phẩm, đựng thức ăn thôi, chứ còn nấu thì không nên nấu. Tại vì là cái đít của nó không được dày lắm thì các bác nấu là sợ nó bén. Đấy, sợ nó bén thì kích thước của nó là từ 24 đến 16 nhá. Đấy, từ 24 đến 16. Nồi nào vung đấy cho em. Khi các bác sắp vào thì nó rất là gọn. Đấy, thì mình sử dụng để đựng đồ ăn này, đồ ăn thức uống này, thực phẩm trong nhà này, rất là ok luôn. Chế biến thực phẩm thức ăn. Cái này của nó là đang bọc túi bóng nhá, còn khi các bác giở túi bóng ra là nó rất là đẹp luôn. Đó, đây. Sẽ là con to nhất này là 24 này, 24 nhá, nồi nào vung đấy luôn. Đấy, tiếp theo là con này nó sẽ là 22 này. Đấy, 22. Tiếp theo nữa nó sẽ là một con
20 này, 20 cho đến con 18 này và đến con 16 này. Nồi nào vung đấy luôn. Ưu điểm của dòng này thì cất đi nó rất là gọn, các bác chỉ cần sắp vào thành bộ như này thôi là mình cất đi cho em. Lúc nào cần dùng thì mình dở ra. Đấy. Đi cho em là bộ cái này là cái gì nhỉ? Bộ nồi 5 món nhá, bộ nồi 5 món. Bộ nồi 5 món. Giá bao nhiêu? 140k nhá, 140k cho cái bộ nồi 5 món như này. Đấy. Các bác có thể đựng thực phẩm, đựng đồ ăn sống, đồ ăn chín đều ok hết. Còn cái này thì không nên nấu bếp nhé. Còn nấu bếp thì cũng nấu được thôi, nhưng mà không nên, tại vì cái độ dày của nó là vừa phải thôi. 140.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái con máy thái rau nhá. Đấy, máy thái rau thì đây nó sẽ là một con máy như này, rất là tiện ích luôn. Các bác có thể dùng để mình thái rau này rồi chế biến rau các thứ đều ok hết. Ở đây thì sẽ bao gồm cho các bác là một thân máy như này, một thân máy như này, và các bác lắp cái lưỡi vào đây cho em, lắp cái lưỡi vào đây. Sau đó thì mình xoay như này. Đấy, và ở đây thì khi các bác cho vào thì mình sẽ dùng cái này mình đẩy nó xuống, rất là tiện ích luôn. Lên cho em là máy thái rau nhá. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Tay công như này, con này thì thái bằng tay thôi chứ không phải dùng bằng máy đâu. Đây em sẽ có máy thái rau bằng tay nhá. Đấy, giá thì sẽ là 100.000 tròn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem cái cách sử dụng, nó rất là dễ dàng và tiện ích luôn. Máy thái rau bằng tay giá sẽ là 100k. Đấy. Máy thái rau này, thái rau bằng tay giá sẽ là 100k nhá. Con này trước em bán 80.000. Lô này hàng về thì cao cấp hơn, chất lượng hơn cho nên là giá sẽ tốt hơn một chút, là 100.000 các bác nhá. Đó. Máy thái rau bằng tay, đây em sẽ có video thực tế luôn. Thì các bác này, dễ dàng đến vậy, chỉ cần cho món cần thái vào máy, sau đó dùng tay nắm đè cuốn đồng thời quay phần trục xoay là những lát đồ ăn đều tam tấp được cho ra lò. Sản phẩm còn có thể bào sợi và thái nhỏ rau củ rất nhanh chóng. Sản phẩm đã có ở TikTok Việt Thái Lát, thái sợi rau củ. Mọi người ơi. Nếu có ai đó hỏi mình. Mọi người ơi. Đấy, rất là tiện ích luôn các bác nhá. Đó, máy thái rau bằng tay. 100.000 các bác nhá. Ok. Hello. Vâng, lại là em Huấn Phạm đây các bác nhá. Chào các bác. Chúc các bác một ngày mới thật là nhiều niềm vui, hạnh phúc bên gia đình và thân người các bác nhá. Đó. Em Phạm Huấn lại quay trở lại. Lợi hại hơn xưa, giới thiệu các bác các cái mã hàng bên em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc bom hàng. Em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải chờ đợi lâu. Mã sản phẩm đầu tiên trong ngày hôm nay, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, dưới 200 cộng thêm cho em 30.000 ship nữa các bác nhé. Đó, sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ cưa kéo nhá. Bộ cưa kéo, cứ bỏ lên kia cho anh kiểm tra xong ấy. Bộ cưa kéo như này thì bên em bán theo combo nhá. Combo là 4 món như này sẽ là 160.000 các bác này. Đấy, combo 4 món 160.000 cho các bác luôn. 160.000 cho 4 món như này. Đấy, và em sẽ giới thiệu chi tiết từng món một và cũng có bán lẻ luôn nhá. Đấy. Thì đầu tiên các bác lên mã giúp cho em cái con này, nó sẽ là kéo cành cam này, kéo cành cam. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác sẽ là 70.000 cho một con kéo cành cam như này nhá. Đấy. Con này thì nó sẽ là dòng này đều hàng của Nhật hết nhá, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây. Hàng made in Japan con này, made in Japan. Chuyên để con này chuyên để các bác cắt cây, cắt cành, tỉa cây, tỉa cành, tỉa dăm cực kỳ là ngon luôn. Cắt rất là ngọt nhá. Kéo sắc, cắt nằm, kéo rất là ngon luôn nhá. Đó, đây các bác này. Con này thì các bác lên cho em là kéo cành cam, hàng thép SK5, made in Japan con này, made in Japan. Thép SK5 không gì nhá. Con này thì bên shop sẽ gửi tới các bác cái giá đó là 70.000 nhá. 70.000 cho một con kéo cành cam như này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là kéo cành cam, giá của nó sẽ là 70k. Đó. Lên cho em là kéo cành cam nhá. Kéo cành cam này, giá sẽ là 70k cho một chiếc kéo cành cam như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái kéo tỉa này. Đấy, cũng hàng made in Japan luôn, hàng nội địa của Nhật nhá, made in Japan. Đấy, thì con này các bác mua lẻ thì giá của nó sẽ là 50.000. Các bác lên cho em là kéo tỉa inox nhá. Đấy, nó sẽ là màu inox sáng bóng đẹp như này. Mua lẻ thì con kéo tỉa inox này sẽ là 50.000 nhá. Hàng made in Japan con này. Đấy, chữ made in Japan khắc chìm luôn các bác nhá. Đó. Giá con này sẽ là 50.000 nhá, 50.000. Con này thì các bác dùng để tỉa dăm này. Đấy, tỉa dăm rất là ngon luôn các nhá. Đó, tỉa dăm. Đây con này. Đấy, tỉa dăm rất là ngon luôn. Đấy. Cắt tỉa dăm thì con này rất tuyệt vời luôn. Con này thì giá nó sẽ là 50.000 nhá. Đấy. Con này thì các bác lên cho em là kéo tỉa inox nhá, kéo tỉa inox, hàng made in Japan con này. Đấy. Lên cho em là kéo tỉa inox nhá. Kéo tỉa inox giá của nó sẽ là 50k này, 50k. Tiếp theo thì em lên cho các bác sản phẩm đó là cái con cưa lách này.
Đấy, hàng made in Japan nhá, made in Japan đây. Đấy, con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác một con cưa lách như này, giá của nó sẽ là con cưa lách này là bao nhiêu nhỉ? 40.000 nhá, 40.000 cho một con cưa lách như này. Đấy, các bác lên cho em là cưa lách nhá, cưa lách giá sẽ là 40k. Hàng của nó cực kỳ chất thép, của nó hơi bị ngon luôn các bác này. Đấy, uốn cong thoải mái luôn, không sợ bị gãy gập nhá. Đấy, giá của nó sẽ là 40.000 cho một con cưa lách như này. Lên cho em là cưa lách nhá, cưa lách giá sẽ là 40k. Đó, các bác lên mã giúp cho em đó là cưa lách này. Cưa lách này. Giá sẽ là 40k nhá. 40.000 cho con cưa lách như này. Đấy. Tiếp theo thì các bác lên cho em là con cưa gấp này. Đấy, con cưa gấp. Hàng cũng của Nhật nhá, Japan này. Đó, made in Japan như này. Con này thì nó sẽ về theo lô, có lô thì dài là 25 sen, có lô là 30 sen nhá. Đấy thì hàng về lô nào em gửi lô đấy thôi. Giá con này thì sẽ là con cưa gấp này là bao nhiêu? 50.000 nhá. 50.000 cho một con cưa gấp như này. Đây. Đấy các bác thấy không? Rất là ngon luôn các bác này. Đấy. Uốn cong thoải mái luôn các bác thấy không? Chất thép của nó cực kỳ tuyệt vời luôn. Uốn cong thoải mái các bác này. Đấy. Vặn ngược vặn xuôi thoải mái nhá. Đấy, không dùng nữa các bác, gấp gọn vào cho em. Cực kỳ chất lượng luôn, tanh tách luôn các bác nhá, rất là ngon. Cưa mở hình hạt bông như này, khi các bác sử dụng thì nó rất là tuyệt vời nhá. Đấy, cưa mở hình hạt bông như này. Đó, khi các bác dùng thì nó rất là tuyệt vời, rất là dễ cưa. Đấy, hình hạt bông như này nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k. Con này thì các bác lên cho em là cưa gấp trắng đen nhá, cưa gấp này, lên cho em là cưa gấp. Cưa gấp giá của nó sẽ là 50k cho một con cưa gấp như này nhá. 50k cho một con cưa gấp như này. Đó, thì combo cho các bác bao gồm là 4 món như này nhá. Đấy, nếu các bác mua 4 món như này thì giá của nó sẽ là 160.000, 160.000 cho 4 món như này. Đấy, giá sẽ là 160.000. Các bác lên cho em là bộ cưa kéo nhá, bộ cưa kéo. Bộ cưa kéo. Bộ 4 món cưa kéo này, 4 món cưa kéo, 2 cưa và 2 kéo. Giá sẽ là 160 cành nhá. 160.000 cho bộ 4 món cưa kéo. Rồi, ok.